Mình buôn bán, má là một cái người ở Mỹ về đây buôn bán một cái cửa hàng đồ Mỹ mà nó ế ẩm quá, nó làm cho má mệt mỏi trong người, rất là khó chịu. Má ơi, má từ Mỹ về hồi nào má? Má nhập hàng từ Mỹ về, má cả cuộc đời má mà ở đất nước mình, má có đi đâu ra khỏi đất nước đâu mà má nói má từ Mỹ về má. Không có hiểu được cái hoàn cảnh má vậy trơn à. Thì bây giờ cái cửa hàng của mình nó ế ẩm quá, không có ai mua hết trơn. Má phải làm một cái vai là người Mỹ, thì á, là mình nói cái tiếng lơ lớ gì người ta mới tin đây là hàng Mỹ, người ta mới mua. Đã cho cực vậy má. Không lẽ bán hàng Mỹ mình phải tập nói tiếng Mỹ. Đúng rồi. Rồi nếu như má bán hàng Campuchia thì má phải đi học tiếng Campuchia. Đúng rồi. Nếu mà đi ra bán hàng Campuchia thì má hai cây sơn mà lá sơn là sơn giỏ xe la hà. Campuchia. Ở vậy hả? Trời ơi, chi cực quá vậy. Rồi vậy lỡ má bán hàng sida rồi má phải bị sida mới bán được hay sao? Thì đúng rồi. Ê bậy mày, bỏ đi. Tự nhiên cái tao bán hàng sida, cái kêu tao sida luôn à. Còn má biết bao nhiêu lần rồi, cái khu này là khu dân lao động sống không à, tiền đâu mà người ta mua đồ Mỹ. Con kỳ lạ ghê. Những cái chuyện buôn bán làm ăn của má. Thôi má ơi, con mệt. Má đừng có bẻ giọng kia nữa. Trời ơi, con hãy thông cảm cho má lạ hả? Bây giờ tóc tai má nhuộm lên rồi nè. Má ăn mặc như một Việt Kiều như thế này rồi. Má phải nói tiếng Mỹ thì người ta mới vào mua. Mà con đừng có bàn ra tánh vào mẹ, rất là khổ cực. Khi nào có khách thì má làm ơn má nói tiếng đó giùm con. Bạn này có hai má con mình nè, má nói chi cho nó cứng lưỡi. Rồi có bữa nhai lưỡi nữa khổ con. Tao mệt cái mẹ ơi. Đó, vậy đi con khỏe. Mình cứ nói hoài à. Dạ má ơi, má nghỉ ngơi đi. Chút nữa chồng con với tía con qua đây đó má. Vậy chồng con với tía con. Chồng nào? Trời đất ơi, anh Tuấn chồng con đó má. Trời ơi, tôi cho cưới nào mà kêu chồng bà nội. Sao kỳ vậy? Không, ba hứa hôn con với ảnh rồi, ba với má cũng đồng ý cho con đám cưới với ảnh rồi. Ngày xưa ba con còn sống á thì ba con nó nói là cho cưới, nhưng mà cái ngày mà ba con vừa mất rồi là mọi chuyện quyết định là do má. Xui. Dạ thưa tía. Ừ. Dạ tía mới qua chơi. Dạ con mời tía ngồi ạ. Rồi cảm ơn con. Thưa bác mới qua. Ê ê, đánh đi, đánh nè. Ui cái má con gì, tía má gì ở đây cái gì vậy? Má à, à má đứng lên cho tía con ngồi đi má. Thôi cho ông đứng đi cho tan mỡ. Thứ đàn ông gì đâu mà bước vô mà không thấy cái người đâu, thấy nguyên cái bụng bự chà bá lửa. Mà tía ơi, má con nó chơi á chứ thật ra là tía cũng mập thiệt. Hai má con có duyên giống nhau. Con chưa có thấy một người đàn ông nào mà như ông anh. Sao? Người gì đâu mà cái chỗ nào cũng một cục hết trơn á, bụng một cục. Mặt một hai cục. Nhìn cái tưởng như con chó mặt xệ vậy. Nhìn cái không ưa rồi. Má ơi, tía ơi, tía đừng có giận. Tại hôm nay má con không được vui trong người á. Không dạ, sao? Con mời tía ngồi ạ. Không sao. Dạ. Tía luôn là cũng vui vẻ mà. À bữa nay có chút quà đem qua tặng chị. Quà thì được, nhận mà. Hèn gì sao cho chỗ để má, để má sắp cho. Để con tặng từng người, từng người. Từng người hả? Tưởng đưa má nguyên đống đó luôn chứ. Tặng vợ con. Cảm ơn anh. Chào má. Đẹp quá. Ủa qua gì chút xíu con. Dạ. Vợ con thì qua thì nó mau tàn lắm, nhưng má thì là qua bất tử. Là bất tử là sao? Là má không bao giờ chết hả? Dạ đúng rồi, bị qua giả mà, còn giải. Phải thật. Ý con nói má là giả dối đó phải không? Dạ con. Nhưng mà thôi, má. Má bỏ qua hết. Dạ, cái chuyện qua què là chuyện nhỏ, má là má quan trọng cái chuyện quà hơn. Miễn sao là có quà tôi vui. Cái tánh tôi gì cho khó cho quà là mặt tôi vui liền. Dạ, rất là quý đó chị. Quý. Bỏ ba cái vụ quà một bên đi ha. Chị có thể xích qua kia tôi ngồi, tôi đứng tôi mỏi cái lưng quá. Ông anh ngồi đi thì tôi đứng. À, sao tôi là tôi đó rồi, tôi không có đội trời chung với mấy cái người mà cái mặt giống như chó mặt xệ vậy đâu. Bữa rồi tôi khó chịu rồi. Ba không có sao, cái giống mặt xệ nó bây giờ nó mắc lắm. Thôi anh. Im đi. Bỏ qua đi. Nhắc lại là cái chuyện xin hỏi cưới con Ngân con gái của chị. Dạ tía, bây giờ mình định ngày luôn hết tía ha. Rồi. Cái gì vậy? Cái gì định nè?
Dạ. Tự nhiên cái vô đây tôi chưa có quyết định gì, cái tự nhiên cái định vị định ngày là sao? Vậy ý kiến chị sao? Trời ơi, tôi đâu có cái quyết định nào mà đám cưới ở đây đâu mà tự nhiên vô đây cái câu định ngày là sao trời? Nghe gì chốt lỗ tai trời. Chị hứa với tôi là ngày xưa đó ông chồng tôi cũng còn sống thì ông hứa với ông anh. Đúng nhưng rồi. Mà bây giờ ông chồng tôi ông mất 3 năm nay rồi, nó chưa có mãn tang nên tôi vẫn chưa có thể nào mà cho con gái tôi đi lấy chồng được. Ông anh thông cảm nha. Chắc chị xui lộn rồi. Ừ. Chị đã làm lễ mãn rồi. Bây giờ nó đã quá 3 năm rồi thì mình làm đám cưới cho hai đứa nhỏ đi. Tục có thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Gia đình của ông anh á với gia đình những người khác á thì là mãn tang là 3 năm. Nhưng mà cái luật của nhà tôi á là hơn 4 năm cái mãn tang. Không có. Không có, nhà mình 3 năm là mãn tang. Ở đó má quyết định. Chị làm lễ mà. Sao chị nói ngang vậy? Tại tôi á, tôi ngang ngược vậy đó. Nói chung bây giờ tôi cảm thấy là tôi phí thời gian quá. Tôi không còn thời gian vàng ngọc để tôi ngồi đây tôi hầu hạ ông anh nói chuyện như vậy. Tôi xin phép ông anh nha, cho vô tôi tắm một cái. Tôi nóng nực, tôi bực bội, tôi vui. Khoan khoan, trước khi tắm cho tôi nói một câu. Ý chị nói là cha con của tôi ở đây làm cản trở công việc làm ăn của chị chứ gì? Xin lỗi, thời giờ của chị là vàng bạc, thời giờ của cha con tôi cũng là kim cương hột xoàn. Tôi dầu gì cũng là chủ một cửa hàng kinh doanh điện thoại mà chị. À? Điện thoại sao mà bằng cái cửa hàng đồ Mỹ của nhà tôi được? Nhà tôi là vẫn là sang trọng hơn, dù sao tôi cũng là một cái người mà kinh doanh đồ nước ngoài đó. Được rồi. Chị con, ba đã nhịn nhục bao nhiêu năm nay, bữa nay không nhịn được nữa. Thôi được, nếu chị đã nói vậy, thì tôi cũng không qua đây cầu cạnh chị làm cái gì. Vì con tôi mới nhịn nhục. Chị nói gì vậy hả? Xin phép chị, tôi về. Tránh ra đây. Ba bình tĩnh đi mà ba. Bình tĩnh đi, tránh ra đây. Đừng, tránh ra đây. Trời ơi, ta nói từ hết hồn đồ cho tôi luôn. Chết rồi, trời ơi là trời. Trời ơi, nó banh chanh hết trơn rồi má. Trời ơi là trời ơi. Rễ gì mà hậu đậu nói. Bây giờ ba, má, con quỳ xuống đi. Trời ơi. Trời ơi, hai cái thùng là trị giá 200.000 của tôi rồi. Tại sao bây giờ đi còn ở đây hả? Không nghe lời gì đâu. Trời ơi, chết rồi, xong rồi. Quá xin lỗi má liền. Trời ơi, mày phá đồ nhà tao như vậy, trời ơi. Chết luôn quá trời ơi, bây giờ. Trời ơi, anh ơi. Con nhìn tình cảm của hai đứa con. Thần tài đến hát phá cả mọi người. Thần tài đến liếu lo cả muôn nhà. Thần tài đến bán số cho mọi người. Số xinh số đẹp, số sang số hẹn. Hey! Trân trọng giới thiệu đến cả nhà. Oh my god, đây có phải là cửa hàng Mỹ không? Hay là ta lạc vô bãi rác? Ôi, nhìn cái nhà giống như cái bãi rác vậy. À không, đây phải gọi chính xác là cái bãi xà bần. Ôi, chào bác. Giới thiệu với bác, con thần tài không có bà con gì với chí tài. Bỏ đi, bán vé số đi ra ngoài đường đi con. Vô đây phá hoài à. Hay. Nhà bác giờ đang bừa bộn dữ lắm. Mày vô đây nhiều lúc mất đồ, mất của bác, bác không chịu không đâu. Không phải bán vé số. Con đến đây để bán số cho bác. Con là thần tài. Hả? Ôi, trời ơi. Thằng Tèo. Trời ơi, bữa nay mày để râu nhìn không ra mày. Tao Tèo đây. Đâu vậy? Tùng. Đi đâu vậy? Tao tới đây để giúp cho bà già này, bà giàu lên. Giúp hả? Ừ. Ê, giúp đi. Ở đây là má vợ tao nè. Ở đây còn vợ tao nè. Má vợ với vợ tao đó. Dạ chào anh. À, chào em. Vợ tao. Là vợ tương lai của anh Tuấn. Chào em, anh rất hân hạnh được gặp em. Vợ tao. Vợ mày tao biết mà. Tại vì vợ mày nắm tay tao chặt quá. Không, cái đó là lịch sự xã giao. Khi tôi đến nhà tôi phải cần phải nắm tay một ai đó để gọi là bắt tay xã giao thân thiện. Thôi đừng có nắm tay con bác. Nắm tay bác đi. Thôi nghỉ khỏe. À, giới thiệu với bác. Con đến đây để mà giúp bác, để mà vực dậy cái cửa hàng Mỹ này lên. Nhưng mà bằng cách nào? Đây, con biết dạo gần đây cửa hàng của bác rất ế ẩm, cho nên bác đã phải quảng cáo bằng một cái cách mà gọi là rất là rẻ tiền. Chẳng hạn như là bác quảng cáo bác cho người đứng ở các ngã tư để phát tờ rơi, đúng không? Mà người phát tờ rơi là con gái bác, đúng không?
em ơi, sớm muộn gì em cũng bị dân phòng hốt cho mà coi. Làm kiểu đó rất là nguy hiểm, cho nên bác đừng nên phát tờ rơi. Và con còn được biết bác chính là người hay bịt mặt để mà vẽ trên mấy cái bức tường ngoài thành phố, đúng không? Đúng không? Sao con nói đúng vậy? Bây giờ cho bác hỏi một câu, bây giờ con là thần tài hay là con là thầy bói vậy? Nói cái gì y chang y đạn luôn à? Tại vì con đang theo dõi cái hoạt động ngầm của gia đình bác, cho nên con biết. Bác ơi, làm quảng cáo kiểu đó rẻ tiền, bác ơi, rẻ tiền lắm. Ủa vậy chứ bây giờ có cách nào mà nó không có rẻ tiền mà? Bây giờ có một cách không có rẻ tiền mà gọi là thời thượng, quảng cáo thời thượng, nhanh, gọn, chất lượng. Đó là bằng cách chúng ta gọi điện thoại và nhắn tin. Nhưng mà làm sao biết được số điện thoại của người ta mà gọi cho người ta mới được chứ? Bằng nghiệp vụ chuyên môn của tôi sẽ cung cấp cho tất cả mọi người cái số điện thoại của tất cả những người mà người ta đang dùng. Cần bao nhiêu số? 1.000 số ư? 1.000.000 số ư? Hay là 10.000.000 số ư? Bây giờ mày biết cách gì mày giúp cho gia đình đi. Tôi sẽ cho mọi người 10.000 số. Cho không 10.000 số hả? Không, đời này không ai cho không ai một cái gì cả. Để có được 10.000 số, gia đình vui lòng hãy chuyển khoản vào tài khoản của con. Chỉ cần 50.000.000 mà thôi. Hả? 10.000 số mà lấy 50.000.000 sao mắc quá vậy anh? Đúng vậy, bây giờ nè, mọi người, tôi nhìn ánh mắt của mọi người, có thể là mọi người không tin tôi bởi vì nghĩ là tôi giả mạo đúng không? Anh tôi ơi, lừa đảo đúng không? Má ơi, đừng có tin. Không tin à? Không tin thì cửa hàng này sẽ tan nát. Bây giờ mọi người không tin phải không? Mọi người hãy hỏi thằng Tủng bạn thân của tôi nè. Nè Tủng, mày là bạn thân của tao, mày hãy nói cho mẹ con của cô ta biết những gì tao nói như vậy là có đáng tin hay không? Là bây giờ mày tìm cách mày vô nhà để mày giúp cho gia đình tao. Đúng vậy. Sao anh? Phải tin. Tin hả? Yes. Ngon. Dạ. Con cài sim vô con nhắn tin cho má đi con. Con đang nhắn nè má. Mày nhắn đi, tao thấy mày nhắn gì đâu, cái tai mày ngồi chơi không đó mà. Cái tai con đau quá rồi, bây giờ con phải nhắn bằng chân nè má. Trời, cái gì vậy? Như vậy trời. Nhắn bằng chân luôn à hả? Con làm gì mà giống như người bị khuyết tật luôn vậy? Cái tai đau sao không nhắn đi? Trời ơi, đau quá trời rồi má ơi. Thiệt tình luôn. 10 ngón tay con băng bột hết 10 ngón rồi. Cái tai con nó không còn cảm giác, nó nhức quá rồi. Mà con nhắn là người ta cứ chửi con hoài luôn à. Thì đúng rồi, mình nhắn là mình làm phiền người ta chửi mình là phải con ơi, mà mình phải chịu đựng rồi mình mới mua được cái người ta mới mua hàng cho mình chứ. Đó là cái chiêu quảng cáo. Mình học rồi thì mình phải làm. Đó, em mới nói có khách lại liền nè. Hello. Can I help you? Dạ. Sáng giờ má nghe mấy chục cuộc rồi, người ta chửi gì không, má mệt quá con ơi. Trời ơi. Hello. Can I help you? Dạ, con thưa tía. Dạ, tía à, qua. Dạ. Tía cái gì đây? Con cưới hỏi rồi mà tía. Cái gì? Vậy cưới hỏi cái gì? Qua đây làm chi vậy? Bữa nay tôi qua đây á, tôi tuyên bố hủy hôn, không cưới hỏi gì hết trơn á. À, à mừng à. Má, má đừng có nói về tội nghiệp con tía ơi. Sao hủy hôn vậy tía? Đây là ý của tía, ý của anh Tuấn vậy tía? Ý của tía? Thằng Tuấn mấy bữa nay đi đâu mất tiêu à? Không có liên lạc được với nó. Sao chết con rồi? Chị, nói cho chị biết. Chị hãy mau chấm dứt mấy cái trò này đi. Đợi lúc tôi kiện á thì đừng có trách tôi nghe chưa. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tía ơi. Ủa con, vậy là ông nói gì má không hiểu gì trơn vậy? Má ơi, má có sàm sỡ tía con không vậy? Trời ơi, tía không đòi kiện má. Vậy nè, má làm gì tự nhiên ông vô đây ông đòi kiện, má không hiểu chuyện gì đây nè. Rồi bây giờ tự nhiên tía đòi quỷ hôn con với anh Tuấn. Cười để giấu những dòng lệ rơi, hãy ngước mắt nhìn đời. Dù ta giăng mà bao tiếng cười. Sao em khóc vậy hả? Tôi bị quỷ hôn với anh Tuấn rồi. Trời ơi, cái chuyện em quỷ hôn với thằng Tuấn thì em nên cười chứ. Là bởi vì không có thằng Tuấn, vẫn còn có thằng Tẹo nè. Tôi thương anh Tuấn thôi. Anh đừng có lợi dụng. Thừa nước đục thả câu hả? Đục nước béo cò hả? Tôi không có đục nước béo cò, tôi thương em thật lòng mà. Anh qua đây làm chi vậy? Qua đây để giúp cho mẹ em, để giúp cho gia đình em sẽ còn phát triển hơn nữa kìa. Phát triển cái gì? Bữa giờ mua 50 triệu, 50 triệu tiền số gì đó, tôi gọi tôi nhắn tin người ta chửi tôi bấy lỗ tai hết trơn rồi, giúp cái gì nữa mà giúp?
Trời ơi, tao bị chửi quá trời quá đất luôn à. Con làm sao mà con bán cho bác cái gì mà sim 50 triệu mà hả? Cái gì mà người ta chửi ra rả không ai mua hàng hết trơn. Bác bị chửi đúng không? Đúng rồi. Em bị chửi đúng không? Đúng rồi. Anh vui lắm hả? Mấy cái số đó đó là mấy số tiểu gia. Cái gì? Còn mua mà mua cái... Đây, con đến đây hôm nay con giới thiệu với bác một cái gói khác nữa. Một cái gói khác nữa, cái gói sang trọng, cái gói đẳng cấp, cái gói của đại gia. Thì khi mà bác mà nhắn tin như vậy á, là người ta sẽ không gọi, người ta không chửi bác, là người ta chỉ có già, dép, dép, già, già và ta mua thôi. Ồ, vậy hả? Đúng vậy. Bác hỏi con nè, là cái vụ số đó đó, là con hứa với bác là coi như là mua xong một cái là gọi nhắn, là đại nhắn gia. Nhắn gọi là người ta không có chửi nữa. Là người ta không chửi ta mua hàng vậy, không phải? 500 triệu thôi. 500 triệu? Có bao nhiêu đâu mà. Đây. Bây giờ bác nghĩ cách này nè con. Sao? Bây giờ bác thì tiền mặt bác hết rồi đó. Dạ. Cạn kiệt rồi mình sơ sớp bán ế quá mà. Dạ. Thôi bây giờ là bác sẽ nhận cái mua, à, mua gói bác đó. Bác mua cái gói đó. Tiền đó thì bác không có. Nhưng mà hả, đây con gái bác nè. Gái bác. Cho nó đi chơi với con trừ nợ. Thôi khỏi luôn đi, ở đó mà má đi với ảnh đi. Tự nhiên rồi mà bắt con làm không được. Cái giờ thấy không sao được. Không được. Ê, Ngân. Thì bây giờ để bác tính cho con cái kế hoạch khác. Kế hoạch khác hả? Con thích em Ngân à. Không, có con nhỏ này đẹp hơn con Ngân. Mày cứ ấy à. Để tao chỉ, tao giới thiệu, tao trừ nợ mà. Con kẹo tươi hơn hả? Ừ. Ai vậy? Bác nè. Bác, bây giờ sao? Đây, 500 triệu bác sẽ có được cái USB này. Trong này chứa 10.000 số VIP. 10.000 số VIP bác chọn đi. Sao? Số VIP mà bây giờ họ không có tiền. 500 triệu hoặc là 100 lần đi uống cà phê với em Ngân. Bác chọn đi. Thôi đưa đây, để tao tính, để tao vô tao dụ con Ngân. Má ơi, chết con. Cái gì? Cái gì vậy con? Con gọi cho anh Tuấn nãy giờ mà ảnh không có bắt máy. Thì bây giờ không biết ảnh sao rồi má. Thì trời ơi con gọi anh Tuấn mà sao thằng cha nó đến làm chi vậy con? Con gọi lộn số hả? Tí anh Tuấn đâu rồi tí, con không gọi được cho ảnh. Nè. Gì? Tại sao tôi nói chị bao nhiêu lần rồi? Hả? Mà chị cứ tiếp tục làm cái chuyện đó vậy hả? Chuyện tôi gì kiện đó? Chị đó nha. Trời ơi, má con khủng bố tí. Ủa cái gì mà tôi khủng bố ông anh? Ông anh nó bậy rồi nha. Khủng bố cái gì tí? Con người ai cũng có số, thấy không? Chỉ là sớm hay muộn. Có thể hôm nay bạn còn đây, nhưng ngày mai bạn sẽ yên nghỉ bên kia thế giới. Vì vậy bạn hãy mua hàng Mỹ, tào lao không? Tại cái gì kỳ vậy? Hai cái tin không có liên quan gì hết trơn. Còn nữa con ơi, đây nè. Gì nữa vậy? Đây nè. Hãy mua tả lót bằng giấy của Mỹ xài rất tốt. Bảo đảm xài một lần rồi thôi. Thì đúng rồi, tả xài lần rồi thôi. Nhà tôi có nít đâu mà nhắn tả giấy. Ô tí ơi, con xin lỗi tía, cái đó là con nhắn. Tại vì con nhắn đại trà cho tất cả số điện thoại mà con có mà con. Trời bực mình ghê luôn á. Gì vậy anh Tẹo? Đứa nào nhắn tin khủng bố tôi nè. Thiệt á. Có tôi mà, tôi nè, tôi là nắm được mấy cái thằng khủng bố mà nghĩ sao mà tôi còn bị dính mấy cái tin nhắn khủng bố. Anh nghĩ sao vậy? Một mình anh dính là tôi cũng dính tin nhắn khủng bố nữa nè. Trời đất ơi, kỳ vậy. Tôi đây nè, coi tôi muốn bán hàng mà tôi còn bị nhắn tin khủng bố nè. Cái tự nhiên cái nó nhắn tin tại đây có bán đất bề ngang 1 mét, bề dài 2 mét. Ý nó dụ tôi chết á. Điên. Ba. Hai ba. Ba. Anh Tuấn. Ba. Anh Tuấn. Hỏi nữa hả? Trời ơi, cái thằng này ghi tới đâu là phá hoại tao đó. Trời ơi, điện thoại thiệt. Mày đi nó không cẩn thận vậy Tuấn. Sao bây giờ anh bắt nợ anh đây? Trời ơi. Anh đi đâu vậy anh? Sao anh trốn em vậy? Không ai trốn. Tía đã không. Tía không có quỷ. Tía qua tôi nói chuyện đàng hoàng. Chưa kịp quỷ là bà đã quỷ trước. Tía mới quỷ. Nhưng mà cái vụ mà tin nhắn khủng bố là con xin lỗi tía, thật sự con không biết. Quan trọng là tại sao ai có tin nhắn đó. Dạ con nhắn cho tía mà anh Tẹo thì là ảnh bán cái số điện thoại đó cho má con 10.000 số để mà lấy 50 triệu để mà tụi con quảng cáo bán hàng Mỹ cho má con. Tẹo hả? Nè cậu Tẹo. Tẹo. Anh giải thích chuyện này giùm tôi đi, tại sao hả anh bán điện thoại mà trong đó số điện thoại của tía tôi là sao chứ? Hả? Tôi nói mà nói mà tôi sẽ kiện anh á. Thôi được rồi. Tôi nói luôn. Thật ra tôi có được những cái số đó là do... Do ai? Do ai? Thằng Tuấn nó cung cấp cho tôi. Cái gì? Ủa cái gì vậy? Anh đừng có vu khống cho chồng tôi nghe. Nghĩ sao mà chồng tôi cung cấp cho anh được chứ? Em hỏi thằng Tuấn đi. Thôi mà em phải tin đi. Nắm tay anh thật chặt. Em đâu? Vậy là sao hả anh Tuấn? Số điện thoại ở hãng điện thoại của ba.
Mày lấy hết danh sách khách hàng cửa hàng của tao mày đưa cho nó hả? Dạ đúng rồi. Cái gì cái sự ham tiền của mày cái thằng tẹo mà để cho mọi người bị khủng bố tin nhắn đó. Anh thấy làm sao? Anh thấy quá sai luôn còn nữa. Thôi anh đừng có bực mình nữa, có chừng bị bể bình mật bây giờ đó. Ý em nói vậy nè, thật ra đó, xuất phát điểm của họ có mục đích rất là đúng, nhưng mà cái cách họ thể hiện nó sai. Bởi vì có nhiều người người ta muốn là có thật là nhiều tiền để lấy vợ được nè, rồi trong việc kinh doanh buôn bán thì có được nhiều đồng lời, nhưng mà cái cách thể hiện họ không đúng. Bởi vì mới thấy là trong đúng có sai, trong sai có đúng, trong cương có nhu, rồi trong nhu có... Cương? Có nhược. Là gì? Nhu nhược đó. Trời đất. Ý em vậy đó, thôi kệ em đi. Thôi kệ em đi. Dạ. Nhưng mà nè, anh thấy là rõ ràng bây giờ, rõ ràng cuộc sống quá khó khăn. Cái công việc cũng khó khăn, cái cơ hội tìm kiếm việc làm cũng khó khăn, cơ hội kinh doanh cũng khó khăn. Cho nên họ bắt đầu nghĩ tới những cái việc không minh bạch, những cái việc mình gọi là hơi mưu mẹo một chút để đưa vào công việc kinh doanh, đúng không? Và anh nghĩ là ở trong lĩnh vực nào cũng vậy. Thôi bây giờ Đình Toàn mời Lê Khánh và quý vị khán giả chúng ta cùng thử đến với lĩnh vực nghệ thuật quý vị nhé. Chúng ta cùng thử đến với một đoàn phim mang tên Đoàn phim Sống Giang để xem điều Đình Toàn nói có đúng hay không. Ngày hôm qua không như là ngày thơ bé vốn đùa chơi, đôi non cao mắt nơ đến ngủ vùi. Ngày tôi yêu gió hương đồng, tuổi mây trắng như cỏ xanh. Ngày tôi đã biết yêu một dòng sông. Ngày hôm qua không như là ngày tôi ngắm những vì sao tận trên cao dẫn cao những đêm màu. Chuyện tình tôi vốn không lời, giờ xa tít giữa ngàn khơi mà xanh thẫm những cơn mưa lòng tôi. Ngày hôm qua để giờ đây tôi vẫn vương bao muôn phiền. Ngày hôm qua tan biến màu như khắc sâu mãi trong tâm hồn, để lòng tôi thêm chót yêu như ngày xưa. Ngày hôm nay tôi yêu thầm người con gái mái tóc mộng mơ đầy hồn nhiên trắng trong đến bất ngờ. Chuyện tình tôi giống bao người, nhiều mơ ước cho riêng mình thôi. Buồn man mà tiếng mưa rơi lòng tôi. Thôi nghỉ đi, nghỉ đi, nghỉ đi, nghỉ đi. Cấp. Bà làm gì vậy bà nội? Sao tôi phóng phi tiêu nãy giờ bà không chết vậy? Mày phóng mày cũng lựa chỗ mày phóng. Mày nghĩ sao á? Mày phóng vô nách tao thằng nhỏ mà cười là phải rồi. Nhưng mà khúc này là bà đóng vậy mà chết, bà hiểu không? Là tôi phóng ở đâu mà cũng có diễn là bà chết chứ. Nhưng mà đạo diễn biểu mày phóng ở đâu? Mày phóng vô tim. Phóng vô tim thì mày phóng tim tao. Bây giờ muốn phóng vô tim luôn hả? Đạo diễn. Đạo diễn đó rồi. Nguyễn ơi. Để đi. Nước. Trời ơi. Không thể nào tưởng tượng được cái đoạn phim này. Cái chỗ điểm quay thì chỗ này. Mà monitor nó bỏ đâu ba cây số tuốt như kia kìa. Mỗi lần kiếm cắt là phải chạy xe từ 3 cây số chạy tới đây. Ông nội. Hết đường cắt. Ông đạo diễn á hả? Thì tao là đạo diễn. Sao mặc gì kỳ vậy? Đạo diễn. Sao mặc kỳ vậy? Bởi vì không có diễn sâu, không có biết gì hết. Là sao? Làm cái này làm cái gì? Cổ trang đúng không? Đúng rồi.
thì mình mới quán làm gì giống như cổ trang. Gì vậy? Nó hợp vai. Thì diễn viên người ta quá trang thôi. Ông đạo diễn ông làm gì nữa? Tôi làm như vậy để tôi lấy được cái tâm lý tôi đi sâu vào nhân vật của các người. Thôi rồi. Thôi anh có tâm quá vậy. Tôi được đào tạo nước ngoài mà. Ủa vậy á hả? Đào tạo nước ngoài. Ở đâu? Nước nào vậy anh? Ở cái nền điện ảnh Hollywood. Nước ngoài đó, nói chung là ở ngoài nước á. Không rồi. Không bộ này là bộ tóc giả ông lụm đâu vậy? Ông lụm hồi qua quay phim kia là cái đầu ông chọc lóc, không có miếng tóc. Quay chọc lóc đúng không? Ừ. Hôm qua quay phim Thiếu Lâm Tự. Diễn Diễn, xong chưa? Ủa tôi kêu ngừng mà tại sao nãy giờ giới thiệu Lý lại cứ diễn cái gì vậy Diễn? Tại mấy đứa chưa biết. Không phải, diễn sao vậy? Bé bé cái con khỉ người ta bỏ ra biết bao nhiêu tiền. Nên nhớ là tôi bỏ ra 200 triệu để tôi làm video clip cho tôi. Trời đất ơi, kêu cái con mà bạch cốt khỉ nè ra diễn chung với tôi. Nghiệp dư quá, dẹp đây đi. Mà nói nghiệp dư, mà tôi xúc mình luôn không? Mà nói nghiệp dư. Để cái gì vậy bà Thiếp? Bà nói ai nghiệp dư? Bà nghĩ sao bà nói đám này nghiệp dư? Tôi nói cho bà biết nha. Dù gì á thì tôi cũng thuộc dạng mà ngôi sao mà hàng 6 của điện ảnh này nha. Nha. Bà đừng có Em không nói Hòa nghiệp dư, mà em nói cái con bạch cốt khỉ này nghiệp dư. Hòa đóng với em xứng ghê lắm nha Hòa, nha, nha. Thôi bỏ đi. Thôi bỏ đi, mình đừng quay nữa. Nếu mà tình hình như vậy thì khó quá. Diễn viên mà không làm cho bé hài lòng. Diễn. Thì mình tiếp tục mình quay đi. Cái gì? Ông bỏ rồi ông quay hả? Việc ông coi tôi ra cái gì giờ tôi không quay nữa nè. Tôi không quay nữa. Không quay. Càng qua. Quay ha. Nghỉ đi một chút, 15 phút sau quay tiếp. Trời ơi. Bây giờ vậy. Cái gì vậy? Bé. Để qua năn nỉ con kia. Bé nghe anh nói nè. Cái gì? Bé. Hả? Cái gì? Bé. Thôi 59 tuổi rồi. Trời ơi, bé giải thích quá. Bé đâu cần phải giải thích, bé 59 tuổi mà phải kêu con bé. Cái gì cũng vậy, bé hết sức bình tĩnh. Để anh sẽ nói chuyện với lại bên kia. Nói là bé bỏ tiền ra nha. Bé bỏ tiền đúng không? Trời ơi, da mặt đẹp quá. Bé là tiểu yến ti. Ôi giời, cái gì? Trời ơi, bình tĩnh. Ê, cái gì? Ôi, ông đạo diễn cái kiểu gì vậy? Ê, hả? Cái gì hả? Bình tĩnh ông đi. Ông đạo diễn kiểu gì mà ông ham tiền quá vậy? Không phải là ham tiền. Hả, ông ham tiền cái gì nữa? Hả, ông nghĩ xong cái mặt bả hả già như bà ngoại tôi vậy đó. Ông có bỏ tiền ra cái là ông kêu tôi vẽ nếp nhăn tôi diễn da già, còn bả diễn da trẻ là làm sao? Không phải, phải có nghệ thuật thì mới có nghệ thuật. Không hiểu. Bây giờ tôi chưa thấy nghệ thuật gì hết nè, giờ sao? Nghệ thuật nè. Ông định dùng tiền ông mua tôi á hả? Ủa về, ủa về nè. Xin lỗi nha. Tôi là làm nghệ thuật chân chính nha. Bao nhiêu đó tiền mà nghĩ mua được tôi hả? Thầy nó ít quá, nó ít quá. Ta khinh. Ta khinh. Hai cái cộng lại thì được. Quay liền đi chị, quay đi chị. Quay trời ơi, làm gì đâu? Phi Phi đâu? Phi Phi. Nó chịu rồi. Phi Phi, dậm mặt. Cái gì vậy? Dặn bé bên đây nè. Ủa vậy hả anh? Dạ em xin lỗi anh. Đây mới quan trọng nha. Chị! Mày nghĩ sao lấy đồ bùi bùi chù son chậm mặt tao? Chị làm gì vậy chị? Đồ chù son. Trời ơi! Cái bông phấn em mua từ Mỹ vậy đó chị. Bông phấn than hoạt tính, càng già dặm càng trẻ đó chị. Vậy hả? Ôi nhầy quá. Xin lỗi chị ơi. Chuyên nghiệp quá. Thiệt tình à. Thiệt á. Nghề mà không có cho người ta làm gì hết trơn à. Anh ơi sao nó mách cứt mà nó giọng mẹo quá vậy anh? Nó nghe nè, phấn này mày mua ở đâu vậy? Dành cho người già. Mày nói ai già? Bà chứ ai? Trời ơi, gì? Nó nói tôi già kìa. Bé. Trời ơi, bé thấy cưng quá à. Bé dễ thương dễ sợ luôn đó. Trời ơi, khổ quá. Để hợp kính. Qua đây. Trời ơi, nó phải có tiền mà đưa tôi làm đâu trời. Ai mượn đưa ngu, đưa ráng chịu chứ. Nó bị khùng quá. Đây, con lại. Đừng có nói thẳng vậy, đúng không? Con lại mấy mẹ, bây giờ như vậy. Dạ, sao anh? Ráng cho tôi đi. Thì còn có mấy phân đoạn nữa thôi. Dạ. Làm mình xong rồi. Cái phim này mà nó ra một cái nha. Đi thi giải ớt kha liền. Thi giải gì? Ớt kha. Ớt kho thôi. Ớt kha. Một cái loại giải mà một nền điện ảnh cao nhất. Oscar. Oscar thi không nổi đâu. Ớt kha thôi. Trời ơi. Ừ, hiểu không? Dạ chắc cũng sớm không làm quá.
Không, ở của bà Bảy. Bảy là giải ngộ quá anh, chắc không phải giải thiều đâu hả? Thôi tôi thấy là giải tán là vừa đó. Dạ. Dạ. Mình phải làm như vậy. Dạ. Thì mày ghét nó ra đi, ráng đi. Ôi nhưng mà như này bà già bà xấu quá. Tính đúng sao trong vậy hoài sao được. Trời đất ơi. Trời ơi cực già mà xấu không có làm được. Bà quay mà cứ âm mưu bà đèo tôi không bà hung hoài à. Có người già gì bột mì tinh nè trời. Trời ơi. Thiệt đó. Thôi nè 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 xong nè. Đó 200. Ủa cái gì tôi đâu? Ôi tôi đi về Sài Gòn. 200 chia là 4 đi. Chia 4 của ông nữa hả? Một lát nữa tôi qua tôi bên kia nữa rồi tôi giải thích cho này là camera bắt cắp diễn viên chính nó diễn nói qua bắt cắp cho bà đi. Ừ, qua này, làm nhiệt tình cho bà đi. Qua làm nhiệt tình lên. Nhiệt tình lên không? Làm nhiệt tình lên đi. Nè tôi giảm đầu đi. Rồi. Làm nhiệt tình. Chị. Mày ơi nghe. Chị đẹp. Nghe anh chị nha. Giọng phấn xịn đàng hoàng nha. Dạ dạ. Phim này mai mốt đi thi giải ốc ma đó. Hợp lý mà nó đẹp dễ thương. Trời ơi nghe lời đi. Còn có mấy phân đoạn nữa thôi là mình đi về Sài Gòn rồi hiểu không? Mà tính sao chứ vậy hoài sao được. Bà cứ ngày bà meo meo đèo không hoài à. Thì rác ra tôi qua nói chuyện bên đó lấy nghệ thuật cùng nghệ thuật. Xong rồi. Xong rồi. Chảnh dài. Ờ để qua. Trời. Gì vậy anh? Anh nói vậy vậy vậy. Gì vậy anh? Làm gì vậy? Sao sao em cái sao vậy? Cái tai tai nghe em ổn không? Trời ơi. Ủa mày mày ảnh ra dép tao ông lên mặt ba. Ôi ôi trời. Ê, sao mày làm lố quá vậy mày? Trời ơi. Em kiếm đâu kiếm đâu? Không cần kiếm. Đẹp hay xấu? Đẹp. Cái này là mình phải giữ để mình tạo cái sự bất ngờ và bất ngờ cho bé luôn. Để sau này khi ra một cái master chuẩn á, bé cầm bé coi là bé cảm thấy là bé chịu không nổi về sắc đẹp của mình. Dạ. Cái này nó lên cái level hết hồn rồi chứ không còn bất ngờ nữa rồi. Dạ. Đúng rồi. Chị yên tâm về em làm được lắm yên chị. Tâm. Dạ dạ tao giỡn lắm. Bây giờ bé nhớ em anh. Cho anh tờ thằng mắt cắp đẹp nè. Dạ cảm ơn chị. Bé cứ yên tâm. Cái cảnh này là bé bị phúng vi đao vô hai con mắt. Thôi, vô mắt đuôi xấu xấu lắm. Không phải, tại bé không, cái nét đẹp bên ngoài của bé, cái nét đẹp cái nói chung là cái body bên ngoài đó là body good rồi. Bây giờ nữa cái inside á, cái inside. Cái beautiful inside á là cái nét đẹp tiềm ẩn bên trong á là bé chưa có, cho nên là chỉ cần bé diễn sâu thôi, khi mà phóng vô con mắt rồi. Đâm vô mắt bé phải nhắm lại. Đau đớn quá mà. Hiểu không? Đau đớn, máu chảy quằn quại như chó dại lên. La hét coi như là ghê gớm diễn tả khốc liệt lên. Rồi 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 rồi. Nha. Nhưng mà chỉ quay một tết thôi nha, không quay một hai tết đâu. À, không rồi. Quay hai tết đâu. Bé yên tâm. Trời ơi đẹp quá. Trời ơi. Rồi, lẹ đi, lẹ. Lẹ đi, làm quốc bổng cái tiền nha. Rồi, chạy đây lấy xì lết. Rồi, hiện trường đi lặng nha. Lẹ đi, ăn cơm trưa tới nơi rồi. Rồi, tất cả chuẩn bị. Được chưa? Yeah. Chết thì mày chết. Sao vậy? Đâm cái đau rồi mày chết. Cái gì anh? Cái gì vậy? Đâm cho ba chết. Trời đau không? Không. Sao không đau vậy? Ba làm muốn đau quá hả? Đồ giả sao đau? Vì là chị muốn đau đúng không? Sao ba không nói sớm? À! Ôi da con quỷ. Đau chưa? Giết to hả? Cái gì anh? Trời ơi. Ôi. Bạo lực quá vậy cưng. Không phải. Phóng như con mắt. À phóng như con mắt đó hả? Tôi cần phóng như con mắt. À dạ rồi. Đâm thẳng vô mắt. Đâu biết đâu tưởng làm sao cho bả chết là được rồi chứ. Phóng như con mắt. Rồi rồi rồi. Chứ không phải phóng vô con mắt. Phóng giả bộ đi nha bà. Rồi rồi. Ừ. Rồi rồi quay đi quay đi. Cái rồi cho chuẩn bị á. Em thấy em. Rồi. Rồi máy chạy. Vô. Camera. Action. Vì ai gieo cảnh đắng cay để giờ anh sống kiếp đơn côi, biết về đâu khi đường tương lai mịt mờ tăm tối, mà lối đi về không có ngày mai, vì người ta cướp đi đôi mắt của anh.
xanh úa tàn trong sớm mai. Ủa đâu hết trơn hết trội rồi, đạo diễn Đoàn Sông Giang đâu rồi? Là sáng dòng đó mà nội. Công nhận cái đoạn phim Sóng Giang này làm dậy sóng cả một vùng anh ha. Khủng khiếp thiệt chứ. Anh, em nghe người ta nói á, ông bà nuôi cháu đúng không? Đúng. Cha mẹ nuôi con đúng không? Đúng. Anh chị nuôi em đúng không? Đúng. Trò nuôi thầy đúng không? Trò nuôi thầy hả? Dạ. Nếu mà theo cái logic em xếp từ đầu tới giờ phải là thầy nuôi trò. Nhưng mà cái đằng này là cái tình huống này là trò phải nuôi thầy. Thì theo anh đúng hay là sai? Thật ra, thôi bây giờ theo quý vị khán giả thì như thế nào? Thôi bây giờ vậy, để biết đúng hay sai, chúng ta cùng theo dõi tiểu phẩm sau đây. Mẹ! Ôi trời ơi! Mẹ làm gì vậy? Trời sao mẹ mắc quá! Cái gì? Mẹ nói cái gì? Trời ơi, mẹ nôn nao đó. Mẹ nôn nao cái gì? Hôm nay người ta tới hỏi cưới con mà có gì đâu mà mẹ làm gì mẹ nôn nao dữ vậy? Thì mẹ trông tới đặng hốt mẹ cho rồi đó. Hả? Của con, hôm nay là ngày của con. Ủa chứ mẹ nói cái gì? Mẹ nói là hôm người ta mẹ nôn người ta tới hốt mẹ. Đâu hốt con chứ, hốt con của mẹ chứ, hốt mẹ làm gì? Trời ơi, mẹ nôn người ta hốt con quá đi à. Mẹ. Sao mà lâu quá vậy trời? Mẹ, sao hôm nay mẹ mặc đồ lộng lẫy hơn con vậy? Trời ơi, mẹ mặc đồ dày để cho người ta có ấn tượng tốt về mẹ. Thấy mẹ đẹp quá thì người ta mới mau hốt con hiểu không? Ôi, thiệt á. Lưu Lê. Anh tới rồi, anh tới rồi. Anh tới rồi con ơi. Cái gì? Trời ơi, mẹ anh tới rồi. Cái gì? Mẹ tới rồi. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Anh nào? Anh nào đó, anh nào kêu ngoài cửa đó. Trời, anh của con, anh của con. Mẹ biết là anh của con rồi nhưng mà mẹ thích. Trời ơi, mẹ bình tĩnh lại coi. Mẹ bình tĩnh lại để con ra con mời anh vô. Lưu Lê. Hả dạ? Ủa? Sao anh vô được vậy? Anh nôn quá, chịu không nổi. Anh bẻ khóa anh vô luôn rồi. Mai thay hộ khóa nha. Hay quá, chào con. Chào bác. Trời ơi, bác rất thích những người đàn ông như vậy. Mạnh mẽ, cường tráng và hay bẻ đồ của người khác. Mẹ, từ từ thôi. Đạt ba của con. Tại vì hai cái hình nó khác nhau quá. Dạ. À, dạ. Dạ mời. Hai. Dạ chào anh Le. Ủa? Sao chị biết tôi tên Le vậy? Dạ tại tôi thấy anh Le từ ngoài cửa Le vô. Anh bà chị vui anh tính ghê. Dạ. Ủa sao cái tướng Kim Trọng mà ngồi cái dáng Thúy Kiều vậy anh? Dạ hả? À, từ hồi mà mẹ con mất á, cái ba con nó vừa là cha vừa là mẹ, cho nên nhiều khi giới tính nó bị hỗn độn á bác. Một cô thiếu tế nhị chút xíu, vậy theo con bây giờ bác nên gọi người này là anh hay là chị? Dạ là anh đi. Chào anh. Ngày xưa tôi rất là man. À, sự thiệt thì ngày hôm nay tôi qua đây thì tôi muốn trình bày với chị. À, chị cũng biết là con gái tôi quên là con trai của tôi với lại con gái chị quen nhau lâu rồi phải không? Dạ tôi mới biết hồi tối hôm qua. Rồi cái nó nói có vậy là cái sáng nay là nó kêu là tới coi mặt luôn vậy đó hả? Ủa sao vậy? Dạ. Dạ đúng rồi. Mới biết tối hôm qua hả? Dạ. Sao mới biết tối hôm qua? Dạ. Kệ tôi nói đi. Trời ơi. Tụi nó nói sao mình nghe vậy đi chứ. Dạ. Sao vậy? Dạ. Mẹ con tân tiến, mẹ con tân tiến. Dạ. Đúng, chị là một người phụ nữ tân tiến. Dạ. Tôi thích đó. Hả? Vậy đó mà không có chồng, uổng vậy. Không có anh, có mà chết rồi. Ủa sao chết? Thôi trời đất ơi, sao ba kỳ quá. Tự nhiên đi ra hỏi soi mói cái chuyện nhà bác ấy. Thôi vậy thôi bỏ qua đi. Và làm vô cái vấn đề chính đi. Dạ, dạ, dạ. Coi như bây giờ chị thách cưới sao nè. Chị thách cưới chị nói sao để tôi biết rồi tôi đáp trả lễ lại nè. Trời đất ơi anh ơi, thời đại này rồi còn thách cưới cái gì nữa. À. Tôi là bây giờ vậy nè, mấy đứa nhỏ miễn là nó hợp tuổi nè. À. Mình coi cái ngày cái giờ tốt quá đặng cho tụi nó ăn ở nhau trọn đời là tôi vui rồi. Đó, đơn giản vậy đi, tôi thích. Tôi thích thích. Ba không? Anh bớt thích lại giùm tôi được không? Quá trời. Ba ngồi ở đây, ba nói luôn đi. Ba qua bển cái ba thích cái nữa là hồi bác gái đi vô toilet luôn đó. Nếu vậy thì chị đi con ngà đi.
Dạ thôi, con thấy con ngại chi. Mẹ, mẹ nghĩ coi, bây giờ mình chỉ cần mình làm đám cưới đại đại thứ bảy hay chủ nhật gì đi, bá tánh tới nhà mình ơi, tới đám cưới mình đông đủ là con thấy được rồi, khỏi con. Được cái gì mà được vậy? Ra con đứa gì mà mất nết à? Chỗ người lớn người ta đang nói chuyện nha mà xí vô làm sao? Trời đất ơi, vừa phải tôi chứ. Người lớn người ta nói chuyện với nhau mà cứ xí vô à? Ôi anh ơi, anh làm gì la con tôi dữ vậy anh? Tôi dạy con tôi, đúng không? Ông bà mình thừa biết mà, ông bà mình nói làm sao? Dạy con từ thuở ban sơ, dạy dâu từ thuở bây giờ mới vậy. Tôi dạy dâu tôi mà. Bà, nhưng mà con thấy Lula nói đúng đó. Cần gì phải coi ngày, coi ngày rồi cưới nhau ly dị cũng vậy thôi. Làm sao? Bây giờ nó nói vậy thì ba mày chịu rồi mà mày còn trọt vô, mày nói làm gì nữa? Trời đất ơi, mày là cái thằng nào vậy? Móc từ cái ống lò nào lên vậy? Ủa chị gì chị? Dạy con anh ơi, ông bà mình nói á, dạy con từ thuở còn thơ, dạy rể từ thuở bơ dơ mới về. Vậy chị dạy đi. Thôi được rồi, ba với lại bác muốn coi ngày, muốn làm gì làm đi. Mới nói câu mà chửi quá trời chửi luôn. Trở về vấn đề chính đi. Nói thiệt cái chị, nếu mà cái vấn đề mà coi ngày là tôi có ông thầy đó nha. Tôi là tôi có nuôi một ông thầy đó. Trời, thầy mà thầy anh nuôi giống như nuôi chó vậy anh. Thực ra là có nuôi cái gì đâu. Nói chung á là thuê nhà trống ở đó, xong mà một ngày á cho ông ăn 3 cữ, một tháng á là trả cho ông 5 triệu. Có ông bệnh rồi có phải đem đi khám bệnh không? Có. Rồi hè có dắt ông đi du lịch không? Có. Vậy là ném về nuôi thú cưng rồi. Ủa vậy là nuôi đó hả? Tôi cũng y chang anh vậy đó. Tao nói tháng 5 triệu, rồi ngày 3 bữa cơm, Tết 3 bộ đồ. Mai mà không đúng sai rồi mai lại nữa. Vậy hả? Vậy tụi chị giống nhau đó nha. Ừ. Vậy chị gọi điện cho ông thầy của chị đi. Coi sao mà nếu mà không đúng thì tôi gọi điện cho ông thầy của tôi, nghe không? Ừ. Nếu mà ông nào đúng hơn thì mình chọn cái ông đó, hiểu chưa? Ừ, vậy đi. Đó, gọi đi chị. Ủa, gọi hả? Gọi điện thoại đi. Nè nè, bác có điện thoại không? Con đang cho bác mượn nè. Có nhớ số không? Nhớ sao không nhớ? Đó, cho mẹ. Rồi, đó. Thầy số nằm lòng mà. Sao con không lấy cái điện thoại bỏ sẵn trong bóp cho mai cho mẹ vậy con? Mẹ con quên, nãy hồi hộp quá con quên. Alo. Alo. Ừ. Tới đi. Tới rồi. Thì vô đi. Vô nè. Thầy nuôi mà sao kỳ vậy? Vô liền đi. Vô liền đây. Ủa sao kỳ chị? Sao tới nhanh vậy chị? Nuôi mà anh. Oh. Nuôi kêu cái phải tới liền. Thầy về. Này thầy tôi. Chào gia chủ. Chào chủ gia. Ủa sao kỳ cục vậy? Trời ơi, tôi trả tiền cho thầy mà tự nhiên thầy đi làm việc cho người khác làm sao? Bên này cũng trả tiền, bên này cũng trả tiền. Ở đâu có trả tiền là ở đó có thầy. Nhưng mà thầy tu núi nào? Núi thầy lửa. Nói với tôi là thầy tu núi nóng mà. Thì đúng rồi, thầy tu núi nóng. Ủa chứ rồi bên đây là thầy tu núi lửa bên tôi đúng không? Đúng rồi, thầy tu núi lửa. Vậy sao thầy nói bển là núi nóng? Ủa núi lửa có nóng không? Đó. Thì đó. Nó đúng mà, nó đúng mà. Nói đúng. Bây giờ sao nói ông vậy? Thôi thầy ngồi đi. Thầy ngồi thầy. Bà thỉnh thầy tới đây làm gì đây? Coi. Để tùm lum vậy. Trời ơi. Cần tới bây giờ đó. Ta nuôi ngày nuôi tháng mà không có biết được cái khuyết tật của gia chủ ha. Kỳ lắm. Kêu thầy tới đây làm gì? Kêu thầy tới đây để coi coi như ngày lành tháng tốt của cho tụi này cưới nhau đây nè. Ở đây là... Đây là con trai của tôi. Ở đây là... Gái của tôi. Cho hai đứa này lấy nhau đúng không? Đúng rồi. Được. Sao được chứ con mà biết được gì? Vậy chứ đây là con trai nó lấy con gái là đúng không? Được. Là được không? Được. Thì nào thằng này lấy thằng này nè mới không được nè. Trời đất ơi. Thầy nó ăn nói kỳ vậy? Nói gì kỳ? Trời ơi, cái này con trai tôi mà ăn nói kỳ vậy? Thì bởi vậy nó lấy được không? Không được. Vậy thì thầy nói đúng hay nói sai? Nói đúng. Rồi sao mình nhảy vô họng thầy mà ngồi vậy? Cha con gì mà giống nhau vậy? Người ta nói để ta nói hết đi. Tao nói đúng mà phải nói trật đâu mà nhảy vô họng ta mà ngồi vậy? Thầy nói đúng mà. Thấy không? Đây nè, đây là con gái nè. Lấy con trai được nè, đúng không? Chừng nào con nhỏ này lấy con nhỏ mập này là không được nè. Không, thầy nói kỳ vậy? Nói con tôi mà. Ủa thì thầy nói đúng thì nói sai, lấy được không? Không. Vậy là đúng rồi chứ đâu, thầy đâu có nói sai đâu. Đúng rồi. Nói quá đúng rồi, còn gì nữa? Sao cãi vậy? Ngồi một mâm luôn mà không có chịu được cãi hoài à. Coi tụi nó ấy. Coi ngày đó. Đúng rồi, coi ngày coi được không thầy? Tháng này là không có ngày tốt. Ủa, thầy nói gì coi như quầy vốn.
Hôm nay là 29 là cuối tháng rồi, rồi còn ngày nào nữa đâu. Thầy nói gì cũng như quầy vốn. Quầy vốn gì quầy vốn mày? Thầy nói mà mày cãi cãi hả? Thứ gì đâu, tao nói thiệt với mày, con gái này ha, con cái thứ này tao về mày làm dâu tao hoặc tao chết với tao. Đúng là nói đúng rồi. Coi vậy là quầy vốn của đây hết tháng rồi còn dạ, lấy đâu ra ngày tốt. Mày làm gì vậy? Mày để cho người lớn tao đang nói chuyện đi. Tự dưng là ba mẹ mày đang nói chuyện mà tự nhiên mày nhào vô mình nắm tay nắm chân không là làm gì mày? Không dướng một đống này ngồi đây là mày chết với tao rồi nha mày. Giỡ mặt với tao hả mày? Ủa sao ngộ vậy? Ủa sao ngộ vậy? Hai người ỷ hai người nuôi tôi, trả tiền cho tôi rồi muốn dí tôi là cục này cục đó là được hả? Hả? Cục này là cục vàng. Ngồi xuống đi. Làm thầy giận thầy đi về đó. Thôi thôi thầy đừng có giận. Dạ. Thầy nói đúng chứ thầy không có nói sai. Được. Thầy nói tháng này không còn ngày tốt là chính xác. Vì tại sao? Vì hôm nay là ngày cuối tháng rồi. Còn ngày nào tốt nữa? Thầy nói đúng hay nói sai? Đúng rồi. Nói đúng. À. Ừ. Dạ. Thì coi tháng sau nha. Tháng sau đi. Tháng sau là ngày 29 tháng 2 âm lịch. Ủa? Trời ơi cũng đâu có được. Năm nhuận là nó có 29 tháng 2 mà năm ngoái đã nhuận rồi thì 4 năm nữa nó mới nhuận nữa. Thì đó. Ngày tốt nhất là ngày 29 tháng 2 của 4 năm sau. Thôi trời lâu quá vậy mày. Thôi vậy mày. Thầy nói đúng mà cứ thôi thôi. Mày hát cái con này nó gai tinh kia quá mà. Thiệt tình á, thiệt trời mày. Mày chụp cái gì là vậy lại cho tao. Dạ. Thứ gì đâu. Mày á chưa có về làm dâu tao mà cái kiểu này người lớn người ta nói chuyện mà mày đeo lên đầu lên cổ tao à. Đó, mặc nguyên cái đầm này nè, đó mày ngồi lên đầu tao đi. Nhìn giống cái gì? Giống cái vụ hả? Thôi ba ơi, trời nó phải đúng rồi, tự nhiên mấy bữa nay đi hỏi cưới là 4 năm sau mới cưới là sao? Kỳ cục vậy. Trời đất ơi, cái gì mà chị quýnh con tôi vậy? Hả? Người lớn ta nói chuyện nhảy vô họng nói hoài. Người muốn gì? Thì thôi. Chọc tao điên lên rồi nha. Xong chưa? Xong chưa? Xong rồi thầy. Xong rồi thầy. Thầy nói vậy là nói đúng hay nói sai? Thầy nói đúng thầy. 4 năm sau mới là ngày tốt. Đã. Hiểu chưa? Dạ. Ngày tốt nhất hả thầy? Đó là ngày tốt nhất. Thầy giờ kiếm tốt nhì được không thầy? Đó thà nói vậy thầy dễ coi. Giờ không lấy ngày tốt nhất đúng không? Dạ. Lấy ngày tốt nhì đúng không? Dạ. Ngày 15 tháng 7 âm lịch. Ngày đó hình như là ngày Tết cô hồn hả thầy? Dạ. Ngày đó rằm tháng 7 mà thầy. Là ngày tốt đó. Xấu. Ngày đó thật tốt được thầy. Trời đất ơi, gan quá, dạng điệu quá. Cái ngày đó là ngày Tết của cô hồn. Dạ. Diêm Vương mở cửa cho cô hồn đi ăn Tết. Cô hồn đi ăn Tết có phải là ngày tốt, ngày vui không? Trời, dám nói là ngày đó ngày xấu hả? Muốn xuống gặp Diêm Vương hả? Dạ không, dạ không. Ngày đó ngày tốt nhất đó. À. Quyết định ngày đó đi. Vậy thôi, quyết định ha. Ờ. Quyết định ngày đó cho tụi nó ha. Luôn hả? Được không? Đó. Tùy. Để đi. Yên tâm đi. Ngày đó là mọi người không có dám ra đường. Người ta súng sụm lại ăn đám cưới. Hiểu không? Hiểu chưa? Được rồi. Được rồi ha. Đừng khỏi cần coi tuổi nha. Đừng khỏi coi tuổi nha. Khỏi coi tuổi nha. Tuổi không có quan trọng. Mạng mới quan trọng. Nhỏ này bạn gì? Dạ Thủy. Hôm nay mạng gì? Thổ. Thổ không được. Hả? Thủy với thổ là không bao giờ ở chung với nhau được. Sao vậy thầy? Không có hòa thuận. Sao vậy thầy? Có thấy Sơn Tình với Thủy Tình có ở chung nhà không? Never. Never, never. Núi càng ngào càng cao, sông càng ngày càng dâng, không bao giờ ở chung được. Never. Chính vì vậy mà thổ với Thủy là không ở chung với nhau được. Giờ sao? Giờ sao? Có cách gỡ. Có cách gỡ ha. Giờ đem hai đứa nó ra phường làm lại giấy khai sanh đi. Trời đất ơi. Không được phải không? Còn cách gỡ thứ hai. Sao thầy? Là giờ mình đánh lừa thần thánh đi. Mình giết hai cái mạng của tụi nó cho nó khác đi. Xong rồi mình đốt xuống dưới mình cầu thần thánh. Thần thánh tưởng hai đứa nó hợp. Thần thánh phù hộ. Hiểu không? Nhưng mà cái này á là phải cúng bái đàng hoàng. Để thầy làm chuyện đó cho. Nghe. Cái này là chuyện... ném về người ta kêu là giống như là... Cái này là gì? Buôn thần bán thánh. Thánh hả? Ừ. Thầy làm được hết á. Được không thầy? Được, 5 triệu nha. 5 triệu. Tiền buôn thần bán thánh là 5 triệu. Tiền lừa thầy phản bạn là 5 triệu. Hai bên đưa đây. Ủa sao thầy? Sao thầy không gộp vô buôn thần bán thánh lừa thầy phản bạn gộp vô làm một? Rồi gộp vô là 10 triệu. Có được không? Hôm thôi à. Nghe là tụi nó không có lấy nhau được đâu á. Sao cũng y chang vậy chị? Ừ. Rồi một bên 5 triệu. Ê 5 triệu á, tiền buôn thần bán thánh đó. Rồi tiền buôn thần bán thánh. Đây. Tiền này tiền lừa thầy phản bạn. Rồi xong. Coi bậy bạ không người. Cái gì? Trời, nó nói coi bậy bạ kìa. Trời, này ở đâu ra vậy bà? Con tôi.
con tôi. Có gì mà tầm bay tầm bạ thầy. Quan trọng là sống với nhau có mạnh khỏe hay không thôi chứ coi. Yên tâm đi, hai đứa này sống với nhau rất là mạnh khỏe, chỉ có bệnh nhỏ nhỏ thôi. Bệnh rề rề thôi. Bệnh gì thầy? Nhỏ này thì bị tiểu đường, thằng này bị gút. Đó. Con bệnh nhà giàu mà. Con bệnh nó mẹ, con bệnh nó. Làm mới hết thầy. Khi nào hai người nghèo đi là tụi nó hết bệnh. Vậy đó. Giờ muốn giàu hay muốn nghèo? Thôi vậy tụi bệnh đi con. Bệnh đi. Trời đất ơi. Bệnh nhà giàu sang mà con. Đúng rồi, bệnh đi con. Bệnh. Trời ơi, tụi con cứ bệnh đi đặng ba mẹ giàu. Chứ giờ tụi mày hết bệnh rồi tụi tao nghèo sao? Giờ tao tuổi tuổi tụi muốn sao cũng được thầy. Rồi. Nhưng mà yên tâm, có cái này rất là đặc biệt. Hai đứa này nó sống với nhau hạnh phúc lắm. Sau này là con đàn cháu đóng đó nha. Thằng này là được ba đứa con. Còn con này là bốn đứa. Đề quê lắm ha. Thôi vậy là xong rồi ha. Thôi giờ nó nghe. Thầy cũng đang kẹt quá, thầy xây nhà. Cho nên là ứng trước cho thầy tháng đi. Năm tấm hả thầy? Ứng trước cho thầy tháng đi. Năm tấm anh trăm cho thuê hả? Nói nghe, ứng cho thầy tháng đi nha. Ứng luôn hả? Không chị. Lẽ lẽ thầy còn ba nhà khác nữa, còn nhà nuôi thầy nữa. Nữa hả thầy? Ba nhà nuôi thầy lắm. Ba nhà nuôi thầy. Làm như sướng lắm vậy đó. Sướng xong sướng thầy. Sướng sàng sướng. Mỗi ngày ăn chín bận trào đồm luôn à. Mình đi tối ngủ phải chạy qua nhà này, chạy qua nhà nọ, chạy qua nhà này, chạy qua nhà nọ. Ba nhà mà ngủ không có yên. Hiểu không? Tết có nhiều đâu. Tết có chín bộ đồ à. May không có bộ nào đẹp hết trơn á. Bực mình ghê nơi là thôi thầy đi nha. Có gì thì gọi cho thầy. Nhớ nha, hai đứa này sống với nhau, con đàn cháu đóng. Thằng này được ba đứa, nhỏ này được bốn đứa. Thôi thầy đi à. Trời đất ơi. Ông ba ông nói có mấy câu ông được 20 triệu. Vui vui thiệt nha bà. Nhưng mà ông nói vậy là tiền đó là cũng xứng đáng. Xứng đáng tại vì á thành ra là tụi nó hạnh phúc, anh hiểu không? Hiểu. Trời đất ơi, bây giờ á cái chuyện mà hiếm muộn á nó nhiều lắm. Đúng rồi. Mà thằng này được tới ba đứa, con này tới bốn đứa là quá ngon. Đúng rồi. Con tôi được ba đứa, con chị tới bốn đứa. Ê. Ủa sao kỳ vậy? Kỳ sao anh? Sao tự nhiên con tôi lấy con chị, nó có ba đứa, con chị lấy con tôi lòi ra bốn đứa làm sao? À, thôi tôi biết rồi, cái con này, an, mày hả mày, con gái mất nết lăng loàn. Ủa mày gì dám ngoại tình mày mới lòi ra một cái thằng con thằng nhỏ khác đúng không? Hả? Cái gì vậy bác? Tại sao vậy? Tại sao thì không biết dạy nó? Bây giờ anh ngồi đây đi, tôi nói nó chuyện. Lấy chồng rồi mà tại sao nó đi ngoại tình với một đứa khác nên nó lòi ra một đứa nữa kìa. Anh ngu nó vừa phải thôi, bởi vì á để tôi nói cho anh nghe, hồi nãy ông thầy cũng nói con anh có bệnh nhẹ nhẹ đúng không? Mày bị gút đúng không? Đó. Thì bây giờ tụi nó lấy nhau thời gian đó. Đúng không? Thì thằng này chết trước. Trời đất ơi. Thằng này chết rồi thì con này á mới là đi lấy chồng nữa, mới lòi một đứa nữa. Trời. Ở đâu ra mà đang ở nhau mà đi ngoại tình, anh bị khùng hả? Nè nè nè, chị vừa phải cho nha. Cái gút là chết trước cái tiểu đường đó. Nín đây. Tiểu đường tôi có tiền là con. Chị nín đây. Con của tôi vậy nè, thấm thờ thờ vậy nè, nó đẹp trai nó trẻ rồi nè. Chị nghĩ sao bây giờ chị trù cho con tôi chết trước nè. Nhưng mà là cái chuyện gì, dĩ nhiên là nó phải chết trước. Chết trước vậy nha. Chị đưa phải nha, chị không được ăn nói vậy nha. Giận không cưới hỏi gì hết trơn trời. Trời có ba tôi đi. Ba cái gì? Giận mày, không đi cưới hỏi tao đi về. Đi đâu vậy nhà anh ta? Ở quên lộn nhà. Ăn nói cái kiểu mà hàm hồ hà. Xui da kiểu gì mà lạ lùng vậy hả? Anh về làm như tôi không dám về hả? Tôi về cho anh coi nè. Mẹ nhà mình ở đây. Kệ đi, ông về tao phải về mới được đã nưa của mẹ à. Ủa gì vậy? Ủa gì kỳ vậy trời? Cái gì lãng ộm vậy? Cái ngày ngày kìa coi bắt của mình mà. Thật đã là cũng tại ông thầy nuôi. Đúng rồi. Bây giờ mình phải đi bắt ông về đem cho chính quyền xử lý. Nếu không là anh mất vợ nè. Em mất chồng. Ôi chà. Tụi con tưởng ba mẹ hả? Làm loại không có não hả? Xin lỗi tụi con, ba mẹ không phải dặn dừa đâu. Hài đất Việt mang đến cho khán giả tiếng cười sảng khoái với những danh hài, những nghệ sĩ và ngôi sao ca nhạc hàng đầu Việt Nam. Công lực của nhà ngươi thật sự là gì? Tuột canxi. Những tiết mục được dàn dựng công phu mới lạ. Rồi lắm đó coi.
vậy? Đưa đưa cho công an phường đi chị. Có điện thoại tao vậy mà tao chụp hình được hả? Vợ tao xấu quắc à. Ba Bích là xấu nhất rồi. Mà nó mua ba Bích nữa. Xấu cỡ này không? Mình phải dùng gậy cho mấy cha nó biết theo. Tại vì anh mà gây cảnh trái ngang cho gia đình tôi tan tác theo tôi. Đàn ông cùng với đàn bà quanh đi quẩn lại cũng là lừa nhau. Lừa nhau rồi lại chiếu đáo rồi lại tìm nhau để lừa. Mỹ nhân giá già. Tao ngồi với mỹ nữ chẳng khác nào phi công lái máy trời. Em xin cúi đầu chào hai chàng. Nàng vừa bung cánh ra tao muốn hát bài tên rồi tao đừng cần tìm. Bây giờ quán có cái gì em thử nói anh nghe coi. Cái quán của em trên rừng dưới biển, tất cả đều gồm hết trong cái quán này. Hết. Lúa ơi. Trăng ơi. Lúa ơi. Trăng. Lúa. Nhớ anh quá à. Anh cũng nhớ em quá. Anh phải nói dối với mẹ anh á là hôm nay trăng đẹp quá, cho con đi ngắm trăng chút xíu đi. Em cũng vậy á, em vừa mới nói với ba em xin đi chùa mới được ra đây gặp anh á. Trời ơi, chúng ta yêu nhau đâu mà cực quá vậy trời. Giống như là ngu lan chất nữ, chờ trăng rằm tới chúng ta mới được gặp nhau. Mình phải tìm cách nói với ba má đi, chứ kiểu này hoài em chịu không có nổi. Em làm như anh chịu nổi vậy đó. Anh cũng chịu không nổi nè. Nhưng mà thôi, để anh ráng lựa lời nói chuyện với má anh ha. Em cũng lựa lời nói chuyện với ba em đi. Lúa. Trăng. Lúa. Trăng. Lúa. Lo đi về mà gánh lúa nè con. Trời ơi, chưa gì hết tự nhiên không có kêu về gánh lúa trời. Thiệt tình á. Thôi tranh thủ đi em, tranh thủ đi rồi về gánh lúa em nha. Trăng. Mày ngắm cái gì mà mồ trăng kìa trăng. Đi về. Bát hương vàng. Ê tụi con, mấy đứa, đừng có chạy, đừng có trốn mà. Mấy đứa, trời ơi, mấy đứa đi đâu vậy? Mấy con à. Thiệt tình mấy đứa. Ủa. Chị trời. Trời má thằng trăng nè. Anh thóc ba con lúa nè. Khỏe không? Khỏe. Tôi cũng khỏe. Tôi nghe nè, thiệt tình á, ra không cố ý đuổi sắp nhỏ nó chạy đâu. Tôi cũng vậy. Thì đó, thấy tụi nó nên duyên tôi cũng mừng, hiểu không? Tôi cũng mừng cho sắp nhỏ lắm anh ơi. Nhớ nghe nè, mừng nhất á là tôi biết tin chồng chị là ông đi bán muối rồi đúng không? Đúng rồi đó, mà tôi cũng vui nhất là biết tin là vợ của anh á là khuất bóng rồi phải không? Bây giờ tôi thấy hai đứa có gia đình chết sạch. Sao cũng là chồng là vợ của tụi mình mà sao kỳ vậy? Không phải, tôi cười hơi lố. Bởi vì cái niềm vui vui hơn tôi mới nghĩ ra nè. Cái niềm vui mà lây của tụi nhỏ qua tụi mình phải không? Tao nói rồi mà. Bây giờ hai đứa mình kết hợp cho sắp nhỏ xong đi. Rồi rảnh rỗi. Sao? Tôi với chị. Tôi với anh sao? Thì tụi mình cũng tiến tới luôn đi. Tao nói rổ đá cạp lại. Ở không nó buồn, hiểu không? Vô duyên, kỳ cục quá à. Mình lớn hết trơn rồi, già cả rồi, đầu hai thứ tóc rồi. Mà sao anh kỳ cục quá chừng à. Tụi nhỏ lấy nhau là mừng cho tụi nhỏ, mà nghĩ sao tụi mình lấy nhau. Bực bội quá, bây giờ về nhà làm ơn coi ngày tốt đi, để cho hai tụi mình lấy nhau trước, tụi nhỏ lấy sao. Vậy nha. Trời ơi, chị trời ơi. Mấy đứa, dừng lại, trời mấy đứa còn, trời đi đâu hết vậy, trời đất ơi, thấy chưa, đẹp đôi quá, trời ơi, chị xui nhìn hai đứa nhỏ xứng quá, nói nghe nè, tôi với chị cũng xứng lắm nè, mới ra tiệm làm hai cái đầu giống nhau, đẹp ghê không? Đẹp cái gì mà đẹp chứ hả? Ở đâu ra mà đám cưới nãy giờ, làm gì có đám cưới của con tôi với con anh chứ hả? Anh đừng có mơ, nãy giờ là anh tưởng tượng, anh nằm mơ thôi, chứ thực tế là con tôi đang cài ruộng ngoài kia kìa. Ồ, vậy là giấc mơ hả? Giấc mơ, chỉ là giấc mơ.
ở đâu ra mà làm xui. Tôi với anh không có mần xui với nhau được. Sao vậy? Thầy bói nói tôi với anh mà mần xui là một trong hai đứa chúng ta sẽ ly tán. Sẽ về với đất, cho nên là không thể nào làm xui được. Vậy bây giờ tôi làm gì? Làm MC tốt hơn. MC hả? MC đâu? MC của chương trình Danh Hài Đất Việt chứ ở đâu? Quý vị thân mến, Đình Toàn và Lê Khánh xin được chào mừng quý vị đang đến với chương trình Danh Hài Đất Việt. Lê Khánh, nói nghe nè, anh nói thật ra anh thấy cái chuyện cưới xin cưới gả làm cái chuyện tốt mà đúng không? Cho dù em vào vai bà má chồng đi nữa có cần gì mà mê tín dị đoan dữ vậy không? Phải anh ơi, tại vì em thấy bây giờ cũng có rất nhiều người làm khổ con khổ cái gì chuyện gì cũng chỉ vì mê tín dị đoan. Mà anh nghĩ là ở ngoài đời bây giờ có rất nhiều người giống vậy không anh, hay là chỉ là một số ít thôi? Cũng có, cho nên chúng ta thấy việc cưới hỏi là việc quan trọng cả đời, cho nên ba mẹ thường hay đi coi ngày coi giờ, đại khái là vậy. Nhưng cũng có thể xuất phát từ việc tình yêu con cái, muốn con cái mình được hạnh phúc lâu bền dài lâu, muốn con cái mình luôn luôn được tốt đẹp, cho nên họ lại hơi mê tín dị đoan một chút. Nhưng mà đôi khi chính điều đó lại góp phần chia cắt những đôi trẻ yêu nhau. Dạ, nhưng mà dù sao chúng ta cũng có được một mối tình đẹp để mở màn cho chủ đề ngày hôm nay, muôn mặt tình yêu. Dám chạy ha, chị Tâm. Anh Út, chị giấu vợ tôi phải không? Chị trả con vợ ra cho tôi. Anh Út bình tĩnh đi. Anh Út qua đây có chuyện gì vậy anh Út? Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Bữa nay nó gan trời mà... nó dám cãi tôi. Hả? Chị Út chứ cãi? Cãi chuyện gì? Chuyện động trời. Tôi đi nhậu, tôi biểu nó nấu nước sôi một nồi thiệt mừng, xong rồi thì bỏ vô tủ lạnh, chờ tôi về tôi tắm khỏe mát xa. Vậy mà nó còn dám cãi, rồi nó nấu sôi bỏ tủ lạnh làm gì? Thì đúng rồi, anh thiệt là vô lý. Chị Út không làm cũng là phải đó, sao anh còn đánh chỉ làm gì? Hay quá Tâm ơi. Một tiếng ai dằn dặn, tiếng giống vợ tôi dữ. Trời ơi, chắc anh sai quá thôi. Sai gì mà sai? Tôi nghe rõ làng tiếng bốc. À, chị bên vợ tôi phải không? Tôi quậy nạt chứ luôn á. Cái gì? Mày muốn quậy ai? Bữa nay ngon quá ha. Nhậu quậy ở nhà không đã, rồi qua tới nhà vợ chồng chú thím tám quậy ha. Để đó cho chị biết rồi. Chị bậy. Bây giờ làm gì ở đây? Chuyện này là chuyện nhà của tôi, không có liên can gì tới chị hết trơn á. Chị thê ra cho tôi kiếm con vợ tôi. Không có vợ con gì ở đây hết trơn á. Tao nói mày đi nha, ở đây một hồi là biết tay tao nghe. Chuyện nhà tôi mắc mới tới chị. Chị né qua bên đi. Bây giờ không về phải không? Không, tôi không kiếm nữa, tôi không về. Mày đứng yên đó đi. Mới đây nè, đây. Cười lên cái coi, cười cái coi. Bên đây tắm nữa, bên đây tắm nữa. Rồi xong rồi đó. Ê Phan, sao chị chụp hình tôi làm gì? Chụp hình mày gửi lên công an phường chứ chị. Bằng chứng rõ ràng nè, mày nhậu quậy nè, mày qua nhà người ta mày quậy đi nè. Giờ về không? Chị ha, chị ngon lắm á chị Bảy ha. Hai người hùa nhau hung dữ ăn hiếp tôi ha. Được rồi, chị chờ đó. Tôi qua nhà tôi biết anh Bảy. Xin tội chị Tài lại. Ờ, sao? Còn chị Tám ha. Tôi kiếm anh Tám tôi mấy cảnh nè. Chị vậy? Chị nhiều chuyện. Chị giấu vợ tôi. Chị không trả vợ tôi. Tao gửi cho công an liền. Chị nữa. Chờ đó. Chờ cái gì hả? Mày làm gì ta hả? Mày làm cái gì? Đi về làm gì nữa hả? Ôi, coi. Xỉnh coi té vô hàng rào bây giờ á. Chị Bảy ơi. Hình hồi nãy chị gửi á. Chị gửi, đưa cho công an phường đi chị. Đi chị. Đưa đâu? Hình đâu đưa? Thì này chấm đi. Sao vậy?
Nó xịn đến mức độ mà cái điện thoại tao vậy mà tao chụp hình được hả? Có miếng hình nào trọng đâu. Yeah. Trời ơi em cũng quên nữa. Trời ơi chết rồi. Dạ cô trốn qua đây thiệt phải không? Dạ cô. Trời ơi thấy không? Thấy không? Trời ơi. Trời ơi trời. Về chưa chị? Về rồi. Trời ơi, chị ơi, sao mặt mày bầm hết trơn rồi, tím hết rồi kìa. Trời đất ơi. Trời ơi. Đau quá chị ơi. Trời đất ơi, sao mà dữ thần vậy nè. Đau quá. Trời ơi, ngồi xuống đây coi. Làm cái gì mà nó quánh em dữ vậy? Đâu chồng em đâu có quánh em đâu chị. Chứ làm sao vậy? Ông mới nha, em né đập đầu vô cái cạnh tủ tự bằng mà. Chưa có quánh mà mặt mày mày bầm như vậy rồi. Nó mà quánh một cái nữa thì còn cỡ nào nữa. Bởi vậy á, hai cô làm cho chị rất là tức giận. Sao vậy chị? Sao chị? Hai đứa làm mất mặt phụ nữ quá chứ sao? Hả? Ủa? Mà có làm gì mà mất mặt chị? Không phải sao? Em á thì bị chồng ức hiếp chửi mắng tối ngày. Còn đó á, có phải mày bị chồng mày mắng tối ngày không? Thằng chồng của em á, tối ngày ăn nhậu tiệm xài, về nhà ông quậy còn không thì đánh đòn. Vậy mà em cũng phải làm thinh à, chịu trận riết cái thành ra nó ghiền. Trời đất ơi. Chết hơn thì biết phải làm gì, không lẽ la làng mất cổ lắm chị ơi. Phải rồi đó chị, càng la là càng bị đòn. Bởi vậy mới nói các em dở quá à. Thời bây giờ nam nữ như bạo hành gia đình không được phép xảy ra, mình phải dùng gậy cho mấy cha nó biết đều. Hay quá chị ơi, làm quá làm chi vậy không biết nữa à. Nói quá mà ho chứ không gì chị, hết trơn á. Chị nói chị giận tụi em là giận cái chuyện gì vậy chị? Em không hiểu tại sao mà lại để cho chồng mình nó đè đầu cởi cổ mình như vậy. Chứ biết làm sao bây giờ á chị? Trời ơi không biết làm sao hết à. Em không biết. Càng nghe càng tức giận. Thời đại bây giờ phụ nữ mình phải biết tự bảo vệ mình. Dạ. Mình có bảo vệ được mình thì mình mới có sức khỏe. Dạ. Có hạnh phúc để mình lo cho gia đình, lo cho con cái. Mình cực khổ quá mà. Bằng cách nào đúng chị không? Bây giờ á, mình phải dùng lên. Chẳng hạn như bây giờ nè, em phải để ý từng cử động của chồng mình. Ví dụ như bây giờ thấy nó chuẩn bị nhậu về, nó chuẩn bị quánh mình. Dạ. Thì mình phải làm sao? Làm sao chị? Đừng để nó quánh mình. Hả? Bằng cách là quánh lại nó trước. Nó chưa quánh mình là mình quánh nó đi. Hay quá. Cái chiêu này là em biết nè. Quánh phủ đầu. Đúng rồi, bụp nó liền. Còn nữa nè ha, bụp như vậy nó mới sợ. Còn không á, nếu mà mình đánh không lại nó đó. Dạ. Sức đàn ông mà. Mình đánh nhiều khi đâu có lợi, nhiều khi ta đánh đâu lại ổng đâu. Đúng rồi. Nhưng mà có chiêu ha. Khi mà nó mới vừa lớn tiếng, nó nói ba một cái là mày tung mày giải lên. Trời ơi, bố làm nước ơi, bố phụ nữ ơi, bố làm nước ơi. Trời ơi, nó đánh tôi u đầu chảy máu ơi. Trời ơi, thằng chồng cũng tàn nhẫn vô nhân đạo. Trời ơi. Mày la lên như vậy đó. La lên như vậy, chứ mày chạy cùng làng cuối xóm. Nó mắc cỡ, đàn ông nó sĩ diện. Đó, mày la lên vậy nó quê là nó không có quánh nữa, biết chưa? Trời ơi, hay quá, hay quá chị ơi. Trời ơi, em biết rồi, mỗi lần thằng chồng em quýnh em là em sẽ la lên, em sẽ chạy cùng làng cuối xóm. Ủa, mà hình như cái chiêu này là ngày nào nó quýnh em cũng la hết trơn mà. Ừ. Nó cũng quýnh hoài à. Tại em la chưa có đẳng cấp. Ủa, phải la đẳng cấp là sao chị? Em la mà em phải diễn nữa, em phải làm lố nó lên. À, là mình phải chà lết quá sẵn, coi như là mình lết từ đầu này qua đầu kia luôn hả chị? Mặc dù nó không quánh gì em hết nhưng mà em vẫn cứ la lên ha. Thì người ta mới thấy tội nghiệp, người ta mới binh mình. Nhưng hay mà quá. Chuyện đó chưa? Chưa nữa hả chị? Chưa đâu, còn chiêu này mới độc nè. Chiêu gì nữa chị? Khi nào mà nó đi làm về, quản lý kinh tế. Tiền bạc là phải giữ hết trong tay ha. Mỗi một ngày nó đi, phát cho nó 15 ngàn. Bắt nó đi chợ phải có thịt. 15 ngàn đi chợ có thịt. Ờ. Trời ơi, 15 ngàn đi ra mua rau là muốn hết tiền rồi. Nhưng mà phải có thịt, không có thịt giờ là không được. Bởi vì mình làm vậy nó mới sợ. Ê, đúng dạ, không? Dạ. Mình phải đè đầu cởi cổ nó lại. Đừng có để nó đè mình nữa. Chị nói cái vụ đi chợ, chết rồi. Ông Tám em chút xíu ông về nữa. Mà tiền chợ ông đưa cho em rồi. Mà em chưa có đi chợ, em nấu đồ ăn cho ông nữa. Em trời... làm gì dữ vậy? Nó về thì nó nấu phụ em chứ có gì đâu. Còn em nữa. Bởi vậy làm vậy riết là chồng em nó lừng mặt á, thấy chưa? Bà ơi, bà ơi. Dạ. Bà có về không? Ủa, bà không về thì đốt nhà. Chồng em, chị ơi, nó đốt nhà đó.
mình mới dùng lên đúng không chị? Dùng lên đi. Mình không sợ đó đúng không chị? À, nó đốt nhà đó. Chị yên tâm, em sẽ nghe lời chị. Cái gì? Muốn đốt nhà hả? Tôi về tôi mua xăng cho đốt nè. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, chị cứu. Để chị chạy đi. Trời ơi, Út ơi, không phải cái vụ mua xăng trước mày ơi. Trời ơi, chết là nhiều chuyện quá. Đi vô lo cơm nước rồi đi, lát ổng về ổng chửi tôi nữa. Trời ơi trời. Anh ơi, nhậu tôi mà làm gì rên dữ vậy? Vô đi. Trời ơi, cái gì đâu mà tôi nói từ từ chút xíu tao tới mà. Sư phụ là con. Sư phụ. Sư phụ khỏe không? Khỏe như trâu. Tao mới đi du lịch về. Sư phụ ơi. Ngọn gió nào thổi sư phụ tới đây vậy? Ê, tao gì mà nói gió thổi vậy, nó tao ốm lắm hả? Tao đi thổi đâu? Sư phụ. Trời ơi lúc này. Sao sư phụ lúc này thấy em ngon lạnh không? Ủa sao nay dâu hả? Mặc đồ đẹp rồi nè. Chuẩn bị gài đồ nhậu, chưa kịp đi cái là sư phụ tới. Mày dám đi nhậu? Trời ơi, ngon lành nhờ cái bí quyết của sư phụ đó. Thế sao? Tao dạy thằng nào là nên thằng đó à? Tao nói là con vợ đó là nó không phải là cha mày á mình. Dạ. Hở miệng là đục vô mặt hay sao? Sao bí quyết ngon lành không? Trời ơi, bí quyết sư phụ ngon lành quá, linh nghiệm quá trời quá đất. Nói sư phụ nghe nha. Hồi xưa đó trời ơi, con vợ của em á, nó chửi lúc nào nó cũng chửi em, mà nó chửi thậm tệ luôn. Chửi sao? Nó chửi mấy con thú bự bự không à. Chẳng hạn nó chửi sao? Ví dụ nên mà nó giận lên nó nói là ông ngu như heo. Mày bự hơn con heo mà. Đúng rồi, em quýnh liệt. Quýnh? Nó đổi con khác lớn hơn. Con gì? Nói ông ngu như trâu. Bậy quá, vợ mày bậy quá. Sao bậy vậy bụng? Trâu đâu có sừng, mày đâu có sừng đâu. Đúng rồi, em quýnh nữa. Em quýnh nữa, lần này nó đổi con này còn bự hơn mà em còn quê hơn nữa. Con gì? Nó nói là ông ngu như con voi. Hôi, sao hôi? Em không phải quê cái vụ hôi, mà em quê cái vụ là con voi nó có cái giòi. Mà em không có cái giòi làm sao mà. Khi nào nói chuyện nghe tiếp. Trời ơi, rồi ngồi chút đi sư phụ. Sư phụ biết không? Kể từ đó nó không có dám chửi em mấy con lớn nữa. Dạ. Nó đổi lại mấy con nhỏ. Đổi mấy con thiệt là dễ thương. Con gì? Nó nói ông đi đâu vậy? Ông làm gì mà ông đi nhậu mà ông nhủi nhủi giống con dế nhủi vậy? Có sao? Dế nhủi nó nhủi nhủi đẹp chứ mà có gì đâu. Bởi vậy em quýnh nữa. Ủa vậy cũng quýnh nó nữa hả? Trời ơi, phải con gì nhỏ hơn nữa chứ bộ. Ừ. Nó nói nó đổi liền. Nó nói ông đi nhậu ông nhủi nhủi như là con bọ hung. Lần này ông quýnh nước thành nó ngu. Nó nói con này em khoái. Ủa gì? Nó nói ông nhủi như là con trí. Mà trí mén. Trời ơi, chim én này dễ thương lắm sư phụ ơi. Nó bò trên đầu mình á, mà chỉ có ông bà mới được ở trên đó nha. Cái sao? Nó chửi vậy là mày khoái. Khoái mà quýnh. Đó, sách của sư phụ, sách sư phụ mà. Mày hơn ông bà luôn. Dạ. Dạ, sư phụ quýnh trơn á trời. Tao chỉ là xong à. Ủa, sư phụ đi sửa nhà cho ai mà sách cái đồ nghề thôi vậy? Trời ơi trời, đi du lịch ông nội ơi. Du lịch cho sách cái túi đồ nghề. Đồ nghề đâu? Cái này có qua ly của tao đó. Qua ly? Lúc này ở khách sạn 5 sao đâu mà giữ không à, lên Sài Gòn ở chỗ giữ không à. Ngon là đi sư phụ. Tao giận tao mới đi chứ mày. Người ta đắt con là nở mà vợ là quán gia. Dạ. Yeah. Trời ơi, tao nhậu ở nhà có 2-3 người à. Dạ. Yeah. Mà nó bỉ bạc tao. Sao sư phụ? Tao kêu bà xã đâu. Cái lên hỏi gì? Cái chữ gì nữa tao mới đánh đó. Thường thường tao kêu phải giả. Mà gì là tao đánh. Tao để bang. Trời ơi, hai con mắt nó lòi ra 6 phần rồi nè. Tao không biết, tao bỏ tao đi du lịch lên Sài Gòn, tao mướn khách sạn 5 sao ở chơi vậy. Trời ơi, khách sạn 5 sao luôn. Nhưng mà tao chợt nhớ tới mày. Được, dạ, bởi vậy uống miếng nước sư phụ. Tao chợt nhớ tới mày, tao mới về đây. Dạ. Để tao dạy tiếp cho mày đánh vợ nữa. Tập 2. Tập 1 đó hiểu nghiệm vậy mà còn tập 2 nữa. Coi vậy sách vợ trong này không á. Thôi giữ nha, sách giữ dạy vợ không? Sư phụ ơi. Trời ơi, sư phụ nói làm em hưng phấn quá sư phụ. Vậy bây giờ là tao qua tao ở với mày mấy ngày để tao dạy mày được không? Ý trời ơi, tưởng cái gì chứ vài bữa thì nhầm nhò gì hả sư phụ? Sư phụ ở luôn đây càng tốt. Em lo cho sư phụ rượu thịt mỗi ngày. Vì sư phụ là
là thầy truyền bí kíp cho em. Con vợ của em nó biết sợ em rồi. Tám ơi tao sợ con vợ mày hằng khi trong dạ. Rồi nó đem nó mắng chửi mày. Không có đâu, từ ngày sư phụ dạy em đánh nó tưng bừng. Thể nó chửi là em đánh, bây giờ nó im re. Bí quyết của tao vô cùng linh nghiệm. Để tao ở đây tao dạy tiếp cho mày. Vợ của mày á, mày nó hỗn hào á. Cứ gì sắc tao đè nó xuống, mày đánh nó cho tao. Đánh nữa hả sư phụ? Đánh như tao rồi đó. Đánh là bóp cổ rồi. Vậy mới qua chơi. Ai à? Dạ, chào anh Bảy giúp em cái anh Bảy. Thím Tám. Em biết anh Bảy qua chơi. Dạ. Nên em làm đồ nhậu ngon. Dạ. Dạ, để cho hai anh nhậu. Dạ. Thím Tám chu đáo quá luôn à. Mình ơi, em có làm đồ nhậu ngon cho mình à, mình nhậu với anh Bảy cho vui nghe mình. Trời ơi, thím Tám thương chồng quá luôn vậy đó. Dạ. À, mình ơi, à, hôm nay em có mua chai rượu ngon lắm. Mình uống thử coi có phải rượu thiệt không nghe mình. Trời ơi, công ngôn dung hạnh nè trời. Ôi, một người đàn bà hồi đó dạ. Tôi mới thấy. Dạ, em mời anh Bảy, em mời anh Tám nè. Mời nghe, mời. Cảm ơn. Dạ. Mình ơi, hay là trước khi nhậu á, mình vô mình rửa tay cho sạch sẽ đi, để bảo đảm sức khỏe của mình rồi mình nhậu cho ngon miệng nghe mình. Trời ơi, lo lắng cho chồng hạnh phúc quá vậy trời. Mình ơi, thôi được rồi. Để em vào trong, em đi lấy khăn lau mặt cho mình nghe mình. Từ từ tôi rửa, từ từ tôi lau. Dạ, vậy em chúc mình với anh Bảy nhậu ngon miệng. Cảm ơn thím. Đi vô. Dạ, dạ. Từ từ tôi nhậu. Dạ vô. Trời ơi là trời, tao nói lúc này em ngon lắm sư phụ ơi. Muốn nhậu giờ nào nhậu nè ha. Nhậu giờ nào nhậu, muốn làm cái gì cũng được hết trơn. Nói là nó sợ. Sư phụ, quất cái. Mời anh Bảy này vô cái 1, 2, 3 vô nha. 1, 2, 3, vô. Mời quá đây. Dạ. Em kính thưa anh Bảy. Thưa gọi dạ. Em kính thưa anh Tám chồng em. Làm gì mà thưa gửi hoài vậy thím Tám? Có gì đâu mà trịnh trọng quá vậy? À, mà thím đi đâu mà tay sắt nách mang vậy thím Tám? Em xin phép được ra đi, bởi em không chịu được nữa rồi. Cái cảnh khốn cùng chồng chúa vợ ơi, cái bi quyết vậy coi như là bể rồi Tám ơi. Từ bấy lâu nay anh hành hạ tôi tàn tạ bé tôi như con ở không bằng sức lực mỏi mòn khi tôi mang thai anh còn hỏi là ai biểu cô chửi tôi là ngu như con voi. Mày đàn bà mình phải dịu dàng. Con voi nó nặng lắm nghe thím. Con voi nó hôi lắm. Mà nó đâu giống con voi đâu. Giống hơn heo chút xíu thôi. Thôi tôi đi. Trời ơi trời, tao dạy mày. Cái giải mày mày đánh nó thôi, mày bóp cổ nó thôi, mày đuổi nó theo gì vậy? Đuổi tự nó đi bộ. Trời ơi, nó đi rồi thì ai nấu cơm nấu nước cho mình ăn đây? Trời ơi, để em lo chuyện này. Để em bây giờ muốn đi phải không? Muốn đi thì vô trong lo cho xong buổi ăn này của tôi rồi đi đâu đi, nấu cho xong buổi ăn này đi rồi đi đâu đi. Thì đó, tôi nấu xong bữa ăn chiều cho anh rồi đó. Tôi muốn ăn một bữa ăn thịnh soạn hơn nữa chứ không phải ăn vậy thôi. Nấu bữa gì đi hay sao? Nè,
tiền chợ anh đưa tôi bao nhiêu, tôi nấu cho anh hết một bữa này rồi còn muốn gì nữa. Tiền chợ tôi đưa tới một tháng lận mà. Đúng rồi, tiền chợ anh đưa một tháng. Tôi làm cho anh một bữa ăn ngon rồi, để cho anh nhậu, để cho anh nhớ đời ngày hôm nay. Nhớ ngày hôm nay là nhớ ngày gì? Kỷ niệm ngày chia tay. Trời đất ơi, kỷ niệm ngày cưới đâu làm mà giữ gì. Phải. Ngu quá, cưới đâu cưới. Chia tay. Hả? Chia tay. Dặn có vậy. Thôi từ đây cách ngang, tình chúng ta chia lìa. Tôi đi cậu về chứng mà tôi chờ ngày sanh con. Nhà của anh gắn lo chủ tội. Lại ơi dừng bước dừng chân để anh bài phân. Ôi tôi anh ơi anh hãy cầm đi, hãy ngưng ai cây bi kiếp dài vợ vợ ơi. Với tôi con đầu tại chân đâm đá, tôi đã quá tin anh để giờ đây ông sầu ông khổ ông nhớ ông thương ông nỗi cô đơn đi cõi lòng tan nát. Cũng tại vì anh mà gây cảnh trái ngang cho gia đình tôi tan tác té tua. Vợ tôi ôm bụng bầu xách gói ra đi không một lời từ giả cho tôi đau đớn xót xa khi vợ tàn mãi. Trời ơi vậy là kể từ nay tôi cuối cùng một mình. Tâm ơi coi như mày còn có cái nhà để ở, chứ tao cuối cùng rồi tao biết biết về đâu. Ở nhà một mình nó sung sướng lắm thì sao, ai quét dọn ai lau nhà ai nấu cơm ai giặt giũ ai xách nước tắm ai đi mua rượu. Nó mà bỏ đi tôi như con cua lộn cây càng quá. Thứ bỏ cái đường hết rồi sao? Nói mày nghe bình tĩnh đi đừng có nóng, nóng nó nổi mụn nè. Dù sao đi nữa mày vẫn là con rùa, mà con rùa là cửa, chứ con mày là con cua gãi càng là hết làm ăn đón đậu ơi. Từ từ được tính nghe ta, đừng có nóng nha. Thôi người ta nói chẳng có sai mà. Người ta nói sao? Cao nữa. Người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, chọn bạn để chơi chỉ nên chọn bạn hiền. Tâm ơi mày chọn tao mới làm bạn, là mày chọn đúng chỗ rồi. Thôi đi, tôi tưởng ông là người đàng hoàng đứng đắn, mới cùng ông kết nghĩa để bây giờ mới vỡ lẽ ra. Tao từ từ rồi tao tính, tao tính gì nha. Để tao qua nhà má vợ mày kêu vợ mày quay trở lại. Vợ tôi mà bỏ đi tôi hận thù ông suốt kiếp. Ông đi đi, đi ra khỏi nhà này. Đi. Trời ơi, hung dữ quá. Thầy đó mà nó đối xử vậy đó. Nó quăng lên, nó quăng xuống làm như cái bóng vậy. Nè, bình tĩnh đi. Đừng có nóng. Uống rượu đã nóng rồi, rồi còn nóng trong người nó nổi mụn lên hết, hiểu không? Nghe lời sư phụ đi. Không có sư phụ gì hết á. Kể từ giờ phút này tôi ông cắt đứt tình sư phụ. Sách vở vong tôi đốt hết. Tôi ông chấm dứt kể từ đây. Sách đồ ra khỏi nhà tôi. Đi mau. Đi mau sách đồ ra khỏi nhà tôi. Trời ơi là trời, vợ của tôi đi mất rồi ông thấy không? Nó có bầu mình đi ra ngoài. Còn chiêu 2. Chiêu 2 gì nữa? Chiêu 1 là vậy thôi. Chiêu 2 đó, mày vừa ngó vợ mày thôi là vợ mày xanh mặt rồi. Trời ơi là trời, còn chiêu 2, chiêu 3 nữa. Tao nói thiệt với mày tao nè. Con vợ của tao á, nó đang đứng nữa. Tao kêu quỳ, nó quỳ. Mà tao nói chết. Nó ngã rồi, vậy nó chết. Tao nói mày nghe, con vợ đẹp thì không như mày không nói,
Còn vợ tao xấu quắc à. Tao nói quýnh bài tiến lên đó mà nó thua con Ba Bích nữa. Ba Bích là xấu nhất rồi mà nó thua Ba Bích nữa. Xấu lắm. Xấu cỡ này không? Xấu trời ơi, vợ tôi là xấu cỡ này mà nhầm nhòa gì? Nó phải là sao? Ông Bảy. Ôi da. Ông Bảy. Ông Bảy. Đừng đi. Ông Bảy đi. Tôi đã đuổi ông ra khỏi nhà rồi. Tôi đã biểu ông xách đồ đi ra khỏi cái xóm này. Tại sao bây giờ ông còn lết qua đây ở nhà người ta làm sao hả? Ông Bảy. Cái gì mà ông vậy? Kêu ông dạ hả? Dạ. Xấu hổ. Đứng lại đây. Vậy mà ông dạy tôi. Ông nói ông trị vợ. Ông dạy vợ sao mà bây giờ ông quỳ không giọng nổi? Quỳ đâu? Chứ còn gì nữa. Tại sao mỏi sao ngồi xuống chứ? Trời ơi, làm sao đi, làm sao đi chị Bảy ơi, ông dạy tôi. Đứng lên nói chuyện ơi, đứng lên. Chị Bảy. Xích lại đây, đi đâu? Để cái vỏ xuống. Xích lại biểu. Mới du lịch về. Biểu. Hai. Chú Tám, chú nói làm sao? Ông qua đây làm gì đây? Ông dạy tôi, ông dạy tập 1 ông kêu tôi quýnh đi. Tập 2 vợ tôi sẽ quỳ dưới chân. Bây giờ vợ tôi không có quỳ nữa. Mà nó sẵn gói nó đi rồi. Trời đất ơi. Đâu rồi? Chạy đâu mất tiêu rồi. Chúng ra. Chạy đâu đây? Nó qua cái đồ đầy đủ không chứ bộ? Trời ơi, ông ra đây. Ông ra đây. Ông ra đây. Ông ra đây. Ông ngon quá ha. Ở nhà đó ha. Tôi nói một tiếng ông không dám trả lời. Bây giờ ông qua đây ông dạy. Dạy người ta vợ. Nhà ai người ta đến dạo về nhà ông biết tay tôi, ông biết tay tôi. Được rồi, được rồi, chị Bảy ơi. Chị Bảy ơi. Ủa chuyện gì vậy? Tự nhiên mọi người vô nhà tôi không vậy? Chị Bảy ơi. Chuyện gì vậy? Đây là nhà của tôi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ôi chị Bảy ơi. Chuyện gì vậy? Vậy? Chuyện gì? Đâu quánh em nữa hả? Đâu quánh em nữa. Ông mà dám quánh em nữa hả? Em nghe lời chị. Em về em quánh mũ đầu trước rồi. Phải vậy. Làm sao mà có cơ hội quýnh em nữa chị? Đúng rồi. Trời ơi, em vừa canh ổng ngủ, em cắt bốn cái góc mùng, em đặt ổng xối xả luôn. Rồi sao? Ổng đi cấp cứu rồi. Trời ơi, em nó quánh gì mà tàn nhẫn vậy trời? Chưa đâu chị ơi, cô y tá ra nhắn với em là chồng em tỉnh lại rồi. Tỉnh rồi. Anh nói á là chừng nào anh xuất viện á là anh ly dị em. Tôi hiểu rồi, đừng có làm ôm sùm trong nhà nữa. Tôi hiểu hết mọi chuyện rồi. Chị á thì tôi dạy người ta đánh chồng, còn ổng không dạy người ta đánh vợ. Chuyện mấy người nè, mình làm ơn trả vợ lại giùm tôi. Trời ơi, trời ơi, vợ tôi đâu? Vợ tôi bà đâu? Bà vậy đó hả? Điêu. Đi. Bà đi dạy người ta cho người ta đánh chồng người ta, bây giờ ly dị thấy không? Ly dị thấy ông hay quá hả? Hả? Ông dạy sao bây giờ vợ người ta bỏ nhà đi rồi ông thấy không? Vợ tôi đâu? Bây giờ tôi nói cho bà biết. Nói cái gì? Trả vợ tôi. Tôi ly dị. Thế này. Nói gì với người ta trước? Nhà của tôi mà. Tao ly dị đây. Tôi cũng ly dị với ông. Tôi cũng đại mạo với ông. Đường ai đây đi? Đường ai nấy bước. Vậy đi. Lại. Trời ơi, lại ơi, lại ơi, lại ơi. Tưởng anh đi luôn rồi. Đứng lên đi, người ta nhìn người ta cười kìa. Chạy nó. Còn mấy người này nè, đuổi ra khỏi nhà này lập tức. Mấy người này không có người nào nên thân nên hình hết. Thôi, em giải quyết thôi, đi. Thôi. Anh Bảy, chị Bảy. Thôi, em nói nghe nè. Bây giờ thì em hiểu hết tất cả mọi chuyện rồi. Theo em thấy á, giống như hồi xưa đó. Vợ chồng em như vậy mà vui. Chồng nói thì vợ nghe. Vợ nói thì chồng nghe. Như vậy mình không có tranh cãi với nhau. Sống như vậy mới bền. Phải không mình? Vợ ơi, bây giờ vợ nói câu gì nghe cũng đúng hết trơn á trời. Chị Tám, sao đó chị không dạy em sớm vậy đi? Để em nghe lời chị sớm. Em về em từ từ em khuyên nhủ chồng em. Thì đâu ra thân đời vậy? Giờ nghe lời chị Bảy thì chồng em đòi ly dị em nè. Ổng mà đuổi em cuốn gói qua nhà chị em ăn dạ luôn á. Vậy đi. Tại ổng á. Bà. Tại ổng chứ còn gì nữa. Cãi bây giờ mà. Khuyên nhủ người ta sao bây giờ gia đình mình sao báo đây nè. Tôi hối hận quá. Tôi cũng mắc cỡ. Tôi còn mắc cỡ hơn bà. Tôi nói bà nghe. Bà nhìn gia đình người ta hạnh phúc đi. Tôi với bà tập lại giống người ta được không? Giống vậy hả? Thế là không có ai ăn hiếp ai nữa hả? Không có ai trèo nộn cổ ai hết. Coi như chúng ta như mình phải là Vợ chồng bình đẳng. Không phải ôm tôi đi trời ơi, gửi gì vậy trời. Quý khán giả thân mến, như vậy là chúng ta thấy được rằng
bình đẳng là niềm hạnh phúc nhất của tất cả mọi người, đúng không anh? Đúng rồi. Và chúng ta thấy rõ ràng tình yêu có muôn mặt, có nhiều màu sắc khác nhau của nó, đúng không? Dạ. Vậy bây giờ Đình Toàn mời Lê Khánh và quý vị chúng ta cùng đến với một mặt khác, một vẻ đẹp khác, một sự long lanh khác của tình yêu qua nhạc cảnh Miệt Vườn Quê Em. Sai thật ra tôi đâu có sai, tại miếng môi ngon làm cho cái miệng nó thèm, tại thằng bạn tôi quá vui nên tôi mới uống, tại cô chủ quán bán rượu thiệt quá dễ thương. Buổi sáng bia lon bia ngon mình chơi mấy lon, trưa trưa nắng lên lai rai tươi mát một thùng, buổi chiều buồn hiu liêu riêu ta chơi một lít, nhậu luôn tới sáng chiên hú ơi say chén. Ngày mai rồi ta nhậu tiếp, nhậu hết đêm này nhậu tiếp, nhậu liếp ba ga vô. Ta uống càng ly buồn chi vui đi bạn hiền, đời trai xá chi cho ngon bằng ly rượu đế, uống càng ly này đông đầy tình nghĩa đệ huynh. Vậy thì ta cứ nhậu đi, rượu ngon càng chén, uống cho quên đi sự đời. Vô 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 vô, trước lạ sao quen nha. Vô 1 2 3 vô chơi luôn. À đạo quá, đạo quá, này vui quá. Em ơi, em ơi, chủ quán, chủ quán. Dạ. Dạ. Ủa anh kêu phục vụ mà. Hả? Anh kêu phục vụ mà. Thì em phục vụ đây nè. Ủa mặc đồ lè lẹt quá vậy? Cái hầm này hồi Tết năm ngoái má mua đó mà chưa kịp mặc cho nên là hôm nay lấy ra mặc. Có bộ mà bà, có bộ mà bà. Có bộ cái để dành đó. Đầu quá ha. Em. Dạ. Cho anh mượn cái menu đi. Không anh đừng có lo, cái quán thấy vậy đó, thấy là quán gỗ rồi, ghế gỗ rồi, chứ thật sự là cái quán này bán đồ ăn cao cấp không à. Không có cái me chua gì của anh mới kêu đâu. Có đâu. Có. Ở quê quá mày. Hả? Cái menu thì em ở quê mà. Em đâu có ở đây đâu, em lên anh, em làm. Ai diễn sâu quá anh. Hả? Sâu xa xôi quá. Cái menu là cái thịt đơn á mà bánh bèo ơi. Thịt đơn hả? Ừ. Bánh bèo này thiệt mệt ghê. Em đốt em nuốt rồi. Tại vì em thuộc hết trơn à, không có cần giữ nữa, cầm mỏi tay lắm mà. Như vậy mình phục vụ khách không có được. Nên là bây giờ mấy anh kêu cái gì đây là em kể nó luôn á, từng hương vị của từng món luôn á. Có cái gì, có cái gì, có cái gì, chứ biết cái gì, vậy 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 là em bỏ vô một lượt là ra món ăn thì không cần là có menu. Bây giờ nè, dạ. Em nói em thuộc đúng không? Dạ. Bây giờ quán có cái gì em thử nói anh nghe coi. Vô, ra vỗ tay cổ vũ em đây, cổ. Rồi, rồi. Cổ vũ em đây. Cái quán của em trên rừng dưới biển, tất cả đều gồm hết trong cái quán này. Hết. Hết rồi. Ngắn ngủn vậy? Cái gì mà nó ngắn ngủn, nó đoạn hậu vậy em? Không đoạn đâu, thấy nó hai câu mà nó chứa hết tất cả những quán ăn trong này. Trên rừng là cái gì, thịt rừng, dưới biển là gì, hải sản, tất cả đều có trong quán này. Cái gì thấy ghê vậy má ơi, quán kỳ vậy, quá nguy hiểm quá. Như vậy thôi, mình bây giờ thời buổi này ngắn gọn xúc tích, không cần nhiều mất thời gian. Bây giờ vậy nè, bây giờ em vô em coi coi có món gì ngon em đem ra cho anh. Anh yên tâm đi, coi ăn gì. Không em đừng, tụi em không có từ chối được. Rồi thôi biết rồi. Thái độ như vậy là chị cũng biết tụi em ăn cái gì rồi. À, em anh ăn coi như thịt ngang đúng không? Em ăn gì? À, tụi em trao đầu vào nhau coi như là không đếm xỉa tới chị à, để cho chị quê chứ vậy. Được rồi, chị sẽ cho các em ăn lẩu đồng quê. Ở đâu thả ra nhiều trời. Thôi thì vô cùng. Vô đây anh đây. Vô đây đi anh. Em đâu à, đâu con ơi. Anh đi tìm em đây. Anh đi tìm em đây kìa quán ơi. Mày ơi. Bà con cô bác ơi, có ai thấy kìa quán của tôi đâu không? Kìa quán. Ủa em.
Anh đã bao đêm bao ngày mong ước, ta sống bên nhau trong hạnh phúc êm đềm. Nhưng ai nỡ gây cho mối tình ngang trái, để tình chung thủy. Nay đành lỡ làng. Quanh ơi, nhức trở lại quê xưa và gọi tên em trong những đêm mưa gió, trong dòng lệ đau thương, trong tiếng nghẹn ngào nức nở. Khi gặp lại nhau xin gọi hai tiếng cô nhân thôi, mãi mãi từ đây cách biệt nhau rồi. Quanh nơi xin hẹn lại kiếp sau ta sẽ chung đường. Hay được. Hay dạ, quá. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Ê, nó nghe nè, dạ, nghe nè. Dạ, dạ. Có kẹo kéo, có kẹo kéo. Có kẹo kéo hả? Dạ. Ê, nó nghe nè. Dạ. Giờ anh cho mày 200. À? Mày cho anh mượn cái mi hát được không? À, được chứ, có tiền là được hả? Rồi, đây, đây. Dạ, dạ, mượn mi nè anh. Ê, à, giờ dạ, lấy thêm cái đi. Ủa, chi vậy anh? Sống cá. Ồ, vậy hả? Ý của anh chưa tiền đâu. Đưa tiền chút đi. Tôi chưa đưa mi đâu ông ơi. Tiền đưa tôi trước đi, chắc ăn. Nè, 200. Dạ, cảm ơn. Đây. Ê, ê, dạ. Giờ nó nghe nè. Mày còn cái nào giống vậy nữa không? Nè, ba cái luôn. Yên tâm. Rồi, dạ. Bây giờ anh kêu mở nhạc là mày mở nhạc mà hát nha. Nhưng mà với điều kiện là mày hát anh nhép, được không? Trời, sao kỳ vậy? Mày hát hay hơn tao, mày khùng quá. Ủa vậy hả? Tao hát mà nghe hả? Ủa, nhưng mà để chi chuyện nói chuyện của tao. Nói chứ con nhỏ ơi, tươi lắm mẹ ơi, nhỏ phục vụ tươi lắm, giờ anh đang cua đó. Ừ, thiệt ra vậy hả? Núp ở trọng. À, núp trong đó. Bài gì? Dạ. Khi nào hát, tao sẽ báo mày. À. Mày ở trong mày nhép. Ở lộn mày hát, tao nhép. Ờ, đi hả? Cầm đi, cầm đi. Rồi. Rồi, đi vô trọng núp đi. Dạ. Rồi chừng nào kêu hát nha. Dạ. Rồi, đi, dạ. đi. Chơi liền, chơi. Em xuống cảm lắm hả? Mày điên hả? Em ơi, có mồi chưa? Qua đó ngồi, dạ. Ngồi xuống. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Hả? Thấy cưng quá hả? Em như con búp bê á. Trời ơi, sao mà ca với anh nha. Nó sáng hơn cái mặt anh nữa đó nghe. Quế nó sao mày? Có xem nó vậy à? Đây, bo cho em. Trời ơi, sao bo em chi? Thứ nhất là em dễ thương quá, thứ hai là bo cho em để em xong ca với anh, hiểu không? Xong ca? Ừ. À, có nghĩa là anh mướn em làm ca sĩ. Đúng rồi, coi như trả tiền cách xê. Trả tiền giá. À, cầm đi, đừng nói gì đi. Rồi. Cảm ơn à. Mình xong ca với nhau nha. Dạ. Rồi, à, em muốn hát bài gì? Hả? Em muốn hát bài gì? Đâu có muốn hát bài nào đâu, anh muốn thôi mà, anh kêu thôi chứ em đâu có muốn, với lại em đâu có biết hát. Mất luôn 500 luôn rồi. Anh muốn rồi anh đưa tiền rồi anh kêu cầm thì tôi cầm thôi. Em hát bài gì cũng được, em hát bài anh gì muốn hát với em thôi, em hiểu không? À, ý, có. Có không? Có một bài. Bài gì? À, bài đó ở dưới quê á. Bài gì dưới quê? Em hát với cái người đó dễ thương lắm. Bài gì anh hát? Cái bài đó hay lắm. Bài gì? Hát với cái người đó xứng lắm. Với anh sợ không có hợp lắm. Cho nên anh phải cố gắng lắm. Tôi thấy mà là bà là tào lao lắm. Bây giờ bà hát bài gì? Miệt vườn quê em. Miệt vườn quê em. Anh thuộc không? Thuộc. Ủa ai ạ? Hả? Ủa ai bè vậy? Đâu có bè đâu. Cái này là anh chỉnh eco. Không, cái giọng của anh nó đục ngầu, giọng nó trong mắt à. Đâu cái giọng này giống như chưa có lóng phèn, còn cái kia quậy phèn nhiều rồi. Qua mái là nó trong hả? À, hiểu không? À vậy hả? Lát không tin anh hát lên là nghe cái giọng biết liền. Vậy đó hả? Ừ, được không? Chuẩn bị nha. Dạ. Nhạc. Nhạc. Đưa nhau về với miền vườn mùa xuân này, em hứa với anh dẫn anh qua cầu khỉ uống nước dừa chiều hôm mát bên sông anh sẽ
chiếc chờ con nước chuyển qua lục bình tím tím dọc miền quê chuyển dần tranh khuya đi lạc trong vườn đóa hoa quỳnh nở muộn mơ trong đèn ngồi đêm thời gian đưa nhau về với miền vườn về thăm miền cổ tết quê buông ra là làm cái gì kỳ vậy mày điên hả? Hả đang hát chưa xong rồi mày tắt nghẹn chi vậy không hát cho nó hết trơn á mày không hát cho 200 nữa này không không có tiền nữa giận quá mà làm gì giận tại sao chi dê người ta tại tao thích thích cái vậy thích nó sao thích được mày vậy được cái cô có ai không trời có ai đâu có ai đâu còn độc thân mày ơi vô hát chút xíu không có độc thân gì hết tóm lại là không ca nữa không ca nữa bây giờ muốn gì muốn gì muốn gì cái gì hả muốn gì để anh giải quyết để anh giải quyết hả muốn gì mày muốn quýnh lộn cái gì gì sao còn sao cầm ghế hả còn sao ê hả cầm cái này giùm tao ơi gì vậy quýnh lộn đúng không sao quen quá sao chơi đó chịu hết nổi rồi chịu hết nổi mày chơi đi tiền thuốc tao lo cho chạy đi anh ơi em lại hèn quá à hèn quá à nhưng mà anh để anh là ai vậy tự nhiên anh thấy ghê quá vậy anh là ai vậy thấy chưa hả trời ơi cảm ơn thấy chưa hả tôi nói rồi mà nói gì cái cảnh đô thị này á xà thành này á không hợp với cô đâu nhưng mà anh là ai vậy sao tự nhiên anh quen mà anh là lạ mà anh kỳ cục anh ngộ ngộ anh lạ lắm anh là ai vậy tôi nhất nè nhưng mà anh sao bữa nay cái lỗ mũi sao tự nhiên mũi lõ rồi mà thấy ghê quá vậy nè thì anh nhớ em anh giả dạng như vậy anh mới tìm em được chứ trời ơi hèn chi tôi nghĩ cái dáng này dữ lắm mà tôi không có nghĩ là như vậy trời đất ơi tôi chết rồi sao mình làm thấy ghê vậy nè phải anh đừng có như vậy là tôi đã nhận ra anh rồi ví dụ như gánh xiếc nào nó bắt cóc anh luôn rồi sao đâu thì anh ơi em về quê với anh đi cảnh xà thành này không hợp với em chút nào hết trơn á về em với về, anh đi về. Ở dưới quê mình á có miệt vườn nè có ruộng nè có dòng sông nè nó thơ mộng lắm em à vậy 500 nãy quỷ nó cho mình có lấy không trả đi em đúng rồi tiền này không có sạch sẽ đừng lấy em ơi cho anh Hùng 200 với đúng rồi cô nó nãy nhờ hát nhép phải không trả đi trả nè trả này cô Hồn Cát Đảng ơi năm nay khỏi cúng rằm tháng 7 không được anh ơi em không có về được đâu em phải đi làm nữa tại vì em về rồi á làm sao mà em trả được nợ của tía với má em còn thiếu người ta nhiều lắm tía má còn thiếu quên chị nghe nè chị dạ em đừng có lo nữa sao vậy anh á anh bán vườn nè anh trả nợ hết tiền cho ba má em rồi hả thiệt hả? Thiệt. Nhưng mà còn bán hết luôn không còn cái nào hết hả? Anh chừa lại mớ cho. Thấy không? Thiệt mà, đó. Mà để làm gì? Để mớ đó đó. Anh muốn trồng rau sạch nè, rồi mà đào ao nuôi cá nè. Nó mình sống rất là hạnh phúc rồi, chứ không còn lo gì nữa hết trơn á. Cảm ơn anh không có tính toán với em mà vẫn kêu em về. Bây giờ em mới thấm câu là ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục. Cái ao này vẫn hơn. Đưa nhau về với miền vườn mùa xuân này em hứa với anh dắt anh qua cầu kỳ uống nước dừa chiều hôm mát bên sông anh sẽ kể em nghe chuyện của đôi bờ nhớ thương nhau chỉ biết chờ con nước chuyển qua lục bình tím tím dọc miền quê chuyển dần tranh khuya đi lạc trong vườn đóa hoa quỳnh nở muộn mơ trong đèn ngồi đêm thời gian đưa nhau về với miền vườn về thăm miền cổ tết quê cho mình tay trong tay em có nghe chưa?
chào xuân chưa. Bên sông từng vạt nắng đông đưa, về miền vừa nghe em bông bí lụa chưa hưởng nâu cây. Một tiết mục rất là dễ thương anh ơi. Rồi bây giờ anh lại có một câu hỏi hỏi tiếp em là Lê Khánh. Dạ. Thường á, những người mà nói quá nhiều, nói hoài, người ta kêu là nói gì? Dạ, nói nhiều như Đình Toàn. Vậy? À dạ không, nói nhiều thôi. À, rồi, cứ nói nhiều. Nhưng mà nói nhiều mà còn nói bậy bạ thì gọi là nói gì? Nói bậy như Đình Toàn. Cái gì vậy? À dạ, nói bậy thôi, không có như Đình Toàn. Dạ. Chứ nhiều người sai mà cố gắng mà cãi chày, cãi cối, nói tùm lum tà la, nói nhây, gọi là nói gì? Nói xàm. Chính xác. Đó. Vậy thì em biết nói xàm là như thế nào không? Em nghĩ nói xàm là một cái hiện tượng mà khi mà người ta bị dính vào cái hiện tượng đó, người ta sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng mà để điển hình cái cụ thể mà cái người nói xàm á, là theo anh, người nào là người nói xàm? Như em là nói xàm đó. Là sao? Em thì nãy giờ đó, thì nói xàm là dính vô hiện tượng rồi đó. Em cũng có hơi xàm thiệt. Nhưng mà em chưa phải là người xàm đỉnh đâu. Vậy ai mới xàm đỉnh? Có nhiều người xàm đỉnh hơn em nữa. Đâu? Coi đi rồi biết. Không ưa sao cứ gặp hoài vậy? Ngươi tưởng ta ưa ngươi sao? Ta cũng không hề ưa ngươi. Vậy sao cứ lựa chỗ lầu xanh là ngươi vô chung với ta là sao? Ủa, ta thích lầu xanh, ngươi thích lầu xanh là cùng sở thích. Đàn ông thì thích lầu xanh thôi. Đàn ông cùng với đàn bà quanh đi quẩn lại cũng là lừa nhau. Lừa nhau rồi lại kêu đau rồi lại tìm nhau để lừa. Thôi mệt quá, tụi ông đâu? Dạ, có ngay. Dạ, em là chủ quán này đây thưa khách quen. Dạ, chào hai vị khách quen. Tụi ông à? Dạ. Ta ngồi chỗ nào? Dạ. Quán em mấy ngày nay bị càn quét quá cho nên còn có một cái bàn. Ai ra giá cao thì người đó sẽ được ngồi, ai ra giá thấp thì người đó sẽ bị đứng. Dạ. Vậy thì ta trả 100 lượng. 100 lượng. 300 lượng. 300 lượng. 500 lượng. 500 lượng. 500 lượng. 500 lượng lần thứ nhất. 500 lượng lần thứ hai. 500 lượng lần thứ ba. Gút giá 500 lượng. Ừ? 500 lượng. Đây 500 lượng. Dạ, yeah, rồi. Hai vị khách quan sẽ ngồi chung một bàn. Hả? Không, trời đất ơi. Nghĩ sao mà ta ngồi chung với hắn? Trời không chịu đất, đất không chịu trời. Ta không bao giờ ngồi chung với hắn. Đúng vậy, ta cũng không chịu ngồi chung với hắn. Ta đứng. Ta cũng đứng luôn. Vậy thì để ta ngồi. Ta ngồi đi. Tới thiệt. Ủa kì vậy? Ê, nó sai sai cái gì phải không? Không phải sai mà là quá sai luôn. Mình đưa tiền cho ông ngồi lần sau vậy ông? Tránh ra. Trả 500 lượng đây. Vậy hai người có chịu ngồi chung không? Chịu. Xin đáp lý. Thank you. You're welcome. Thank you. Give me your mother. Hiểu không? Cảm ơn là đưa tiền cho tôi. Rồi, hai vị khách quan. Mỹ nhân của quả nhân đâu? Mỹ nhân số 1 xuất hiện. Là Dương Thúy Dụ, em xin kính cẩn chào hai tráng sĩ tươi xanh. Đẹp quá. Ta xin chào mỹ nhân. Chào mỹ nhân. Ồ, mỹ nhân đẹp quá nhưng mà hơi mập quá. Nhìn nó hơi thái quá chút. Mỹ nhân gái già. Ê biểu tráng sĩ, cho thiếp mạn phép hỏi tráng sĩ, thí dụ mà ở nhà tráng sĩ gặp bà ngoại của tráng sĩ thì tráng sĩ có gọi bà ngoại tráng sĩ là gái già không? Không, quá hổn. Tại sao có thí dụ kỳ cục vậy hả? Thế em thí dụ mà. Nhưng thí dụ không có thú vị gì cả. Tại vì em tên là Dương Thí Dụ cho em với thí dụ. Trời đất ơi, nó là nó thí dụ không à? Em hỏi tráng sĩ nè,
Trang Sĩ đi đến bất cứ một cái nơi nào mà người ta đờn ca hát sướng như vậy nè, gặp những cái mỹ nhân như tụi em vậy nè, mà Trang Sĩ cứ cà nhoi như vậy đó, rủi á, mà Trang Sĩ bị đòn, Trang Sĩ bị đánh, thì Trang Sĩ thấy như sao? Ai định dám đánh ta? Ai dám đánh ta hả? Đánh chết rồi là ai đánh ta? Dám đánh ta hả? Dám đánh ta hả? Đó là em thí dụ. Thí dụ không có thú gì, rồi thí dụ nữa. Tại vì em tên là Dương Thúy Dụ, cho em lúc nào cũng phải thí dụ. Tức quá ông rồi, thí dụ hoài à. Thí dụ mà ông voi làm bị đánh đó, ông hiểu không? Tức quá, anh làm gì anh đánh ta không? Đó, anh đánh tao thiệt rồi kìa. Anh nói thiệt rồi kìa. Trời ơi, cái này nó thí dụ là ông bị đánh thôi. Thí dụ đánh thiệt, cái thí dụ hồi nào? Trời, em đã nói với anh là em đương hỏi anh là em thí dụ mà anh nhoi mà anh bị đánh vậy là anh tức không? Đánh thiệt mà, đánh thiệt tao thí dụ hồi nào? Đánh thiệt hồi nào? Trời, đây nè, tao nói tao thí dụ. Đánh thiệt rồi, trời ơi. Mấy nghe, còn nhoi nữa là còn bị thí dụ nữa đó. Thôi. Đau vừa đủ dùng rồi. Dạ, hai khách quan có chịu mỹ nữ này không ạ? À? Đối với ta, mỹ nữ này rất đẹp, rất dễ thương, rất duyên dáng. Nhưng so với ta, hơi cứng. Nghĩ sao có duyên dáng vậy chứ? Trời ơi, dữ với bà Trăng vậy đó. Vừa đủ dùng. Nếu như mà ta ngồi với mỹ nữ thì chẳng khác nào người ta nhìn vô là phi công lái máy cài. Cho nên ta xin phép chắc không ngồi chung với nàng. Không chịu kìa. Không chịu thì bà lui cung đi. Bà ra bà cứ thí dụ rồi bà đánh khách hoài. Thôi lui cung đi bà. Đi vô luôn đi. Mỹ nhân gì thấy ớn vậy ông nội? Dạ, nếu mà hai khách quan không đồng ý cái mỹ nữ này thì ta có một mỹ nữ khác. Đúng rồi, phải lấy một mỹ nữ khác đi. Mỹ nữ nhỏ nhắn hơn. Mới ra ta thấy nó sai sai, nó lỗi lỗi sao á. Một mỹ nữ mà phiên bản lỗi, phiên bản sai trầm trọng luôn à. Dạ, vậy thì mỹ nữ số 2 ra đi em. Ôi đẹp quá, đúng là mỹ nhân của quả nhân đây rồi. Dạ, em xin cúi đầu chào hai tráng sĩ. Ôi lịch sự lễ phép quá, thương quá. Phiên bản này không sai và cũng không lỗi. Ta xin chào mỹ nữ. Chào mỹ nhân. Em xin cúi đầu chào hai chàng. Trời ơi, mùi kiểu đâu vậy? Trời ơi, mùi gì mà mình nghe mùi là tới rồi. Khép lại. Ông, hả? Ông phơi kiểu hả? Nhận làm kiểu anh tết hả? Ông kiểu. Dạ. Hai khách quan, lúc nào người của nó cũng toát ra cái mùi kiểu hết. Nàng vừa bung cánh ra, ta muốn hát bài Đến rồi, đến trong tim mọi người. Sao, chàng ơi, chàng có thích em không? Không cần đến ngày Tết mới có kiểu đâu. Mà đối với em, nếu chàng ở gần em, ngày nào cũng là Tết. Bởi vì lúc nào, giờ nào, phút nào em cũng có mùi kiểu. Ai, đừng khép lại. Ta rất thích hình nền của nàng. Nhưng thật sự là chưa đến Tết cho nên ta không muốn ăn kiệu. Dạ, hai khách quan có chịu mỹ nữ này không ạ? Tiễn khách. Thôi tiễn vào. Thật sự là bây giờ ta chưa thích ăn củ kiệu. Thôi đi vô đi. Bề ngoài sắc sảo thế thôi nhưng trong nội thất nặc mùi làm sao. Đi vô khép lại. Vậy thì em vô hả? Đi vô đi. Dạ, một lần nữa xin hai tráng sĩ, em xin phép được lui. Vô. Trời ơi. Trời ơi, ô nhiễm môi trường quá rồi. Trời ơi, đừng múa nữa. Ôi trời, hết chị. Chị, sao ta thấy hình như là ông thu gom toàn là phiên bản lỗi, phiên bản nó sai không vậy? Trời, ông gom cấp ổ miếng ghim đâu vô không vậy ông nội? Mỹ nữ số 3 xuất hiện. Yeah.
Thật là tuyệt vời. Thơm quá, đã quá, đã quá. Dạ, em tên là Dương Thúy Kiều. Em xin chào hai anh. Dạ, xin phép hai anh cho em được kiều. Chị kiều nàng ơi, đừng kiều mà. Thúy Kiều. Kìa, nàng ơi, hãy ở lại đây. Nàng ơi, cho lại kiều. Cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy? Cái gì mà đản hậu vậy? Tự nhiên ra rồi em là Thúy Kiều, Thúy Kiều gì vô luôn làm sao vậy? Vậy là sao hả Tú ông? Dạ, nó tên là con Kiều mà. Hãy nó gặp khách cái là nó Kiều vậy thôi à. Gặp nhưng không gặp giống nổi. Ờ, ở đây nó đặc chủng gì đó. Một con dụ là dụ người ta để đánh. Một con kiệu là làm cho người ta sợ. Còn một con Kiều là không bao giờ đụng được nó. Vậy đó hả? Nó gặp là nó Kiều, gặp là nó Kiều vậy đó. Bây giờ tao muốn gặp nàng thì sao? Hề thích gì? Nàng quá. Tao thấy hình hình của nàng không hề bị lỗi. Nè, mà sao nàng cầm đàn ti ba mà đờn như là đờn guitar? Bởi vậy mới giống mà. Trời đất ơi, cái đó là hình nền thôi à. Chứ cái nhạc chờ nó khác hẳn, hiểu không? Nhưng mà tao thích nàng quá, giờ tao muốn gặp nàng, tao muốn gặp đúng nàng. Rồi, tao cũng muốn gặp nàng. Ai tới đây cũng thích con kiếu hết á. Đúng rồi. Nhưng mà muốn hốt con kiếu phải qua hai cái con kia. Hả? Là phải qua hai vòng thi. Hả? Vậy chứ hai tráng sĩ có muốn dự thi không nào? Muốn. Đương nhiên là muốn rồi. Tới đây rồi, leo lưng cọp là phải leo luôn, chơi luôn. Rồi, vậy cuộc thi sẽ bắt đầu. Bây giờ đóng tiền lệ phí. Bao nhiêu? 500 lượng. Ăn thịt ta luôn đi. Ăn thịt ta nè. Nghĩ sao mà thi mà tốn tiền 500 lượng lận hả? Trời ơi, cha ơi cha. Muốn tổ chức một cái cuộc thi tốn biết bao nhiêu tiền. Có 500 lượng mà. Mà tiếc lên tiếc xuống. Bây giờ muốn gặp Kiếu không? Rồi, ta muốn gặp Kiếu. Ta dạ, đưa cho ông 500 lượng. 500 lượng nè. Rồi, 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 rồi. Rồi, hai thí sinh Kim Tang và Mã Giám Định, hãy chuẩn bị. Cuộc thi bắt đầu. Vòng 1, mời ban giám khảo. Trời ơi, mày khép khép lại chị ơi. Rồi, đây là ban giám khảo. Xin ban giám khảo hãy cho đề thi vòng 1. Dạ, em muốn hai tráng sĩ hãy hát một cái bài nào đó có mùa xuân và có chúng em. Là sao ta không hiểu? Em như cô gái hay còn xuân, trong trắng thơ ngày chẳng bụi trần. Dạ, hãy hát cái bài nào có chúng em và mùa xuân. Cái bài đó có phải là bài Gái Xuân không? Dạ đúng. Có nghĩa là bây giờ một ca khúc khi mà ta hát ra trong đó phải có từ gái và từ xuân, có đúng vậy không? Dạ đúng. À, ta đã hiểu. Cuộc thi bắt đầu. Thí sinh thứ nhất. Đêm qua cô gái mê trai chèo xuồng sang sông, bên sông trai làng nghe thấy chạy xa mịt mù. Còn lại cô gái già một mình mùa xuân đang lướt mau, gái già trông thấy đau đớn, mình ắt thích ghê. Thí sinh thứ hai, Kim Tang. Cô gái hiền nằm chờ xuân sang, trông thấy thằng sồn sồn đi ngang. Bỗng nhiên cô gái la làng, thằng kia rồi vô giám định. Xôi người gái xuân, ôi thằng mất nết khùng điên, ôi thằng mất nết nó khùng điên. Người dám, dám chửi ta phải không? Thí sinh, người đâu? Không có được gây lộn ở trong chỗ cuộc thi. Mời ban giám khảo cho ý kiến. Dạ, em thích chàng này. Ôi, chàng vừa xinh trai mà lại vừa có trái tim nhân ái. Chàng không nói em là gái già mà chàng đã chuyển thành từ già thành hiền. Ôi, em xin cảm ơn tráng sĩ. Chứ không phải như cái chàng này. Cái con quỷ này nó vừa mớm mà nó xấu mà nó còn độc ác nữa. Trời ơi, đó người ta già, người ta đã đau buồn rồi, đúng không? Người ta đã không vui rồi. Vậy mà nó còn sỉ nhục người ta, mà nó còn cười nữa. Nè, thôi tuyên bố đi. Dạ, em xin tuyên bố Kim Tang thắng cuộc. Đa tạ nàng. Rồi, cảm ơn ban giám khảo.
Em xin phép chàng em lui. Em khép cánh lại rồi. Khép rồi nó mà nghe không nổi. Chịu không nổi luôn á. Thôi, vòng 1 đã kết thúc. Các thí sinh có muốn tiếp tục vào vòng trong hay không? Chắc chắn là phải muốn rồi. Lỡ leo lên cọp phải leo luôn chứ sao? 500 lượng. Ăn hết tụi đấy. Vì 500 lượng hoài vậy? Không thi thì thôi. Thôi được rồi. Rồi chơi luôn. Đi. Rồi. Đây rồi. Vòng 2 bắt đầu. Mời ban giám khảo. Đây là màn thi đấu tay. Thầy kia ta nhìn nàng rất mạnh mẽ. Trời ơi, ta đồ vật với Phạm Văn Mách sao? Trời ơi, biết sống mà khỏi ung lương nào không? Bây giờ thi không? Thi đóng tiền là phải thi chứ. Trời ơi. Trời ơi, chuột cống nè, chuột bạch nè. Trời ơi, chết rồi. Chị cống tha cho em bạch nha, chị cống. Giữ tôi cái nhẫn coi. Anh chưa chuẩn bị á chị cống, dầm lại với em nha, anh chưa chuẩn bị chị. Lúc nào cũng vậy, thi là lúc nào phải trong cái trạng thái. Bị em lo nói chuyện, em đâu có nói. Ai biết nhiều chuyện, thí sinh là tập trung vô thi đi chứ. Tại nhìn con chuột chị em sao, chưa thi mà anh đâu chưa chuẩn bị mà. Lần thứ ba nữa là thôi, bây giờ chuẩn bị chưa? Chuẩn bị nè. Gồng lên, gồng ráng gồng lên. Gồng chưa? Gồng rồi đó, anh gồng nè. Này là chuột gì? Nè chuột bạch. Này là chuột gì? Chuột cống đó. Rồi đó, thua rồi đó. Này. Đến phiên ta phải không? Đây, ngồi đây. Thôi được rồi, hãy lên ghế ngồi. Thôi, không được, cái môn này là phải ngồi vậy chàng. Ngồi đây. Nàng thích ngồi vậy à? Thích vậy đó. Vậy có... nàng thuận tay trái hay tay phải? Tay gì em cũng thuận hết trơn á. Ta nhường nàng trước đó. Vậy hả? Trời sao chàng dễ thương quá vậy? Ngồi đi. Vô chàng. 1 Chết chắc. 2 3 Ủa giống dẫn chơi bán đồ hàng hả? Thua rồi. Thua là tưởng mình để lên cái mình tự bật xuống được. Nhưng mà bán giám khảo sắp đặt rồi. Cái này là bán giám khảo có sự sắp đặt rồi. Cuộc thi này có giải sẵn rồi. Sắp đặt là sắp đặt sao? Thi chứ không thi vậy? Tiền bằng cái để tay là đặt xuống rớt xuống là tiền thua là sao vậy? Lúc nào đó những người đàng hoàng đạo đức là người ta phải thua. Còn với những thằng cà nhoi vậy, thí dụ á mà nhoi nữa là bị đập nữa tính sao? Thí dụ luôn sao? Nhưng biết tại sao thua không? Sao thua? Thua tại cái tật ngu với lại làm phách. Phách dần phách rồi nào? Không đem tiền ra à, đập vô trong mặt người ta. Còn hả ngu á là tại vì đi thi mà chửi giám khảo hoài đồ ngu. Sao quánh trên lớp nha? Quánh lên rồi quánh tôi nghe. Không cái gì? Cái này ta thí dụ bị đòn thôi. Thí dụ là quánh kêu sao đâu? Sao mà thí dụ ở nào mà? Thí dụ? Ông nói tức quá trời thí dụ rồi trời. Rồi nữa hả thí dụ? Thí dụ đòn thôi nha. Quánh lên rồi. Ta tuyên bố Kim Tàng thắng cuộc. Đúng không? Cái gì? Ta muốn lội ngược dòng. Chương trình này không có cho lội ngược dòng. Lội ngược dòng, tấm lội ngược dòng mà. Không, chết đuối rồi, lội chi nữa. Dạ thôi, ve về nhà đi. Trời, tại sao vậy? Cho 500 quan cho ta lội được không? Hả? 500 quan hả? À, lội. Mùa sau tới dự thi nữa nha. Trời ơi, tiền mất, tật mang, tốn mấy ngàn quan. Bây giờ quan mang không định hướng à. Dạ. Đi về ngõ nào? Ngõ này. Ngõ này hả? Ủa sao về ngõ này? Nhà ở hàng xanh là ngã đó. Hàng xanh thì ngõ này hả? Ờ. Trời ơi, tức quá trời ơi, trời ơi. Trời ơi, xui gì mà muốn ăn cái cây nữa đó. Ôi trời ơi, đau quá à. Thi hoài, thua hoài, bị đánh hoài. Kim Tàng, Tráng Sĩ đã thắng. Chờ một tí. Thí Kiếu, ra đi em. Dạ. Thưa Tráng Sĩ, trước khi diện kiến Tráng Sĩ, em xin được nói một điều để Tráng Sĩ hiểu. Tủ quán của chúng em là nơi để bán nghệ chứ không phải là bán thân. Cho nên em cũng chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Nơi đây chỉ dùng để đờn ca tài tử, hát sướng mua vui mà thôi à. Vậy à? Gặp chàng thiếp ngỡ là mơ. Bao năm chàng vẫn cứ chờ thiếp sao? 15 năm chẳng là bao, khi biết nàng chẳng hư hao chỗ nào.
tiểu phẩm vừa rồi thì em thấy là cuộc tình dù đúng dù sai thì người sai là người luôn luôn không đúng. Vậy thôi hả? Dạ. Trời đất ơi, Lê Khánh. Hả? Em xàm thấy sợ luôn á. Em xàm theo thời cuộc mà anh. Em bắt chước mấy người trong tiểu phẩm em xàm theo. Quý khán giả thân mến, thời lượng chương trình đã hết rồi. Đình Toàn và Lê Khánh xin được chào tạm biệt quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.